Dạ rồi, xin chào anh chị em khách hàng đã quay trở lại với kênh của kho hàng Thành Phước nha. Thì hôm nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô quạt Technot hàng nội địa Nhật. Cái quạt này dạng quạt đứng anh em nha. Đó, rồi cái quạt này thì hôm nay em về được hai màu, màu đen và màu trắng. Em đo thử cái kích thước cho anh em mình luôn nha anh em. Rồi, thì bây giờ cái kích thước của cái quạt này là cái chiều cao của nó, tổng chiều cao của nó là khoảng 74.5 cm ha. Tổng chiều cao khoảng 74.5. Rồi, còn cái này là cái phần chân của nó, anh em thấy cái đế của cái chân đó này, em đo sợ cái đế của cái chân luôn cho anh em mình coi thử luôn nha. Rồi, đường kính của cái đế chân khoảng là 23 cm anh em ha. Đường kính là khoảng 23 cm. Rồi thì cái quạt này nói chung á, nó cũng rất là dễ xài. Ở trên đây nó có các cái phím bấm để anh em có thể là điều chỉnh cấp độ với là xoay qua xoay lại thôi. Rồi thì bây giờ cái này á, hàng nội địa Nhật cho nên nó xài điện là điện 100V anh em nha. Đó, đây, ở đây em cho anh em coi luôn. Rồi cái thông tin của nó là 35W điện 100V anh em nha. Nó sản xuất tại Nhật luôn ha. Rồi ở đây á, thì cũng như cái nguyên tắc hoạt động của nó là cũng như một cái máy quạt không cánh thôi. Đó, nó sử dụng cái cốt xay ở trong, rất là đẹp anh em nha. Rồi thì cái con màu trắng với con màu đen nó cũng tương đương với nhau, nó chỉ khác về màu thôi. Rồi thì bây giờ em test thử luôn cho anh em mình ha. Thì ở đây sau khi nghiêm điện vô cục chuyển nguồn, thì ở đây nè, nó em mở lên cho anh em coi. Nó thì cái cấp độ 1, 2, 3 anh em ha. Đó, thì anh em nhìn vô là thấy cái lực gió cũng khá là ok anh em nha. Đó, cái này có thể mình để ở ngay những cái ghế sofa hoặc ngay giường ngủ hoặc là bàn làm việc gì đó thì nó cũng rất là êm. Nó chạy không có tiếng động cho nên nó không có làm mình mất tập trung anh em nha. Rồi, rất êm, rất mát, rất khỏe luôn anh em ha. Rồi em mở cái chế độ mà xoay qua xoay lại cho anh em nè. Đó, đây. Đây là cái chế độ xoay qua xoay lại thì anh em mình nhìn vô là mình thấy nó sẽ tự động nó xoay anh em nha. Nó đảo qua phải rồi đảo qua trái nè. Đó, khá là ok. Rồi, ok anh em nha. Đó, rồi thì cái quạt hàng nội địa Nhật của thương hiệu Technot này thì bên em đang bán với giá là 1,2 triệu anh em nha. 1,2 triệu một cây, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình dùm em nha. Đó, số lượng cũng có hạn, anh em nào chốt thì gọi dùm em luôn. Dạ rồi, hôm nay em lên cho anh em là một cái cây đàn organ Casio hàng nội địa Nhật. Cái cây đàn này thì tình trạng nó cũng còn khá là đẹp luôn anh em ha. Với cái kích thước của nó, dài của nó là 76 cm và chiều rộng của nó là 27 cm anh em nha. Rất là nhiều cái chế độ chơi cũng như là điều chỉnh âm thanh ở trên đây. Thì anh em có thể mua về để chơi hoặc là cho con em mình học chơi đàn cũng khá là ok anh em nha. Hàng nội địa Nhật xài được điện AutoVolt từ 100 cho tới 220 cho nên nó rất là tiện lợi ha. Ở Việt Nam mình điện của mình cũng vẫn xài được luôn nha. Rất là nhiều cái chế độ ở đây cho mình ha. Đó, đại khái rất là nhiều cho anh em mình cho con em học chơi đàn cũng khá là ok. Rồi thì cái đàn organ Casio này thì bên em đang bán với giá 1,4 triệu anh em nha. Đó, cây này thì giá 1,4 triệu nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em một cái siêu phẩm nữa. Cái này là cái con kỳ lân sứ Kutani hàng nội địa Nhật. Và cái này á, là cũng là một trong những cái thương hiệu sứ, gốm sứ của Nhật rất là đẳng cấp anh em nha. Đó, cái này là của Kutani anh em ha. Đó, và những cái con kỳ lân này á, thì thường nó là những cái dòng rất là cổ rồi, những cái tuổi thọ của nó cũng mấy chục năm rồi, rất là cổ, rất là đẹp luôn anh em ha. Và cái này vài trăm năm nữa nó cũng rất là đẹp, bởi vì cái này á, là nó cái thứ nhất là cái nghệ nhân người ta làm hoàn toàn bằng thủ công. Đó, những cái đường vẽ của ta người ta là hoàn toàn bằng thủ công và không có con nào giống con nào hết nha anh em. Đó, những cái con này á ha, nó ngồi lên một cái quả nè, nó rất là đẹp ha. Rồi thì cái này những cái hoa văn, những cái chỉ, những cái vẽ của nó là đều hoàn thiện 100% hết anh em nha. Rất là đẹp luôn nè. Đó thì những cái con kỳ lân này, cái thứ nhất á, nó sẽ rất là hiếm. Và cái thứ hai á, thì cái giá trị của nó rất là cao. Đó, ở bên Nhật người ta phong thủy, người ta trưng bày những con kỳ lân này rất là nhiều. Nói chung là ở châu Á của mình á, thì hầu như là con kỳ lân thì nó là một cái linh vật phong thủy rất là tuyệt vời anh em nha. Đó thì những cái con này thì bây giờ em đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn. Chiều cao tối đa của nó là khoảng là 31 cm anh em ha.
31 cm, ở phía sau này thì lên đến 32 cm. Đó, về cái phần đuôi nè, cái phần đuôi của nó rất là đẹp anh em ha. Nó cái phần đuôi với là cái bờm của nó rất là đẹp ha. Những cái con kỳ lân á, cái giá trị nó cũng khác nhau ở nhiều cái yếu tố. Ví dụ như là cái độ đẹp nè, độ hoàn thiện cao nè. Đó, đây, phía sau cho anh em mình xem luôn. Phía sau cũng rất là đẹp ha. Nó nói chung á, là ở bên Nhật có nhiều người người ta vẫn thờ những cái con kỳ lân như vậy. Nó là tinh linh vật phong thủy rất là xịn, rất là đẳng cấp anh em nha. Rồi thì cái con này bên em đang bán với giá là 5,5 triệu nha anh em. Đó, 5,5 triệu anh em nha. Và những cái con này á, thì không có con nào giống con nào hết á. Đó, anh em thấy ha, những cái này người ta vẽ tay rất là đẹp luôn anh em nha. Đó. Rồi, ok, giá 5,5 triệu anh em nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn nha. Rất là đẹp, rất là hiếm ha. Những cái hàng đấu giá như vậy thì nó về tới đây là rất là xịn sò, rất là cao cấp. Rồi, anh em nào quan tâm thì gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái cặp đồng hồ để bàn. Bởi vì á, những cái hàng Nhật, những cái hàng mà nó đẳng cấp thì nó có một cặp thì thường nó rất là hiếm. Cho nên cái này em sẽ bán một cặp, em không bán lẻ anh em nha. Và cái này là của thương hiệu là Giyaman. Đó, hai cái này á, anh em thấy nó rất là đẹp anh em ha. Ở đây nó có những cái hoa văn thiêu ha. Cái này là cái hoa đào, còn cái này là cái hoa đại cát hay là hoa gì của Nhật á. Đó, làm rất là đẹp luôn anh em nha. Rồi, cái này thì hai cái này nó khác với nhau về cái màu sắc anh em ha. Đó, cái này như màu da nè. Còn cái này là cái sợi thủy tinh. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, em sẽ quay phía sau cả hai con cho anh em mình luôn nha. Cả hai con này thì nó đều giống nhau, nó chỉ khác nhau về cái màu thôi anh em ha. Rồi, cái này thì nó sử dụng cái bộ máy của Nhật anh em nha. Đó, Masato Kogyo. Đó, cái bộ máy của Nhật và sử dụng cái viên pin tiểu. Rồi, hai con này thì nó rất là đẹp. Nó tròn một cặp luôn. Rồi, rất hiếm anh em nha. Rồi thì cái này em sẽ đo kích thước để anh em mình hình dung nha. Hai con thì nó giống nhau về kích thước rồi đó. Rồi, con này là chiều cao là 27 nè. Chiều rộng của cái chân của nó cũng là 27 anh em nha. Rồi, còn về chiều sâu. Chiều sâu của nó là 12.8, gần 13 anh em nha. Rồi, hai con thì kích thước như nhau. Đó, tình trạng thì anh em mình nhìn vô mình thấy rồi ha. Rất là đẹp luôn nè. Đó, cầm trên tay cho anh em xem ha. Đó, sử dụng viên pin tiểu để bàn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, sản xuất tại Nhật anh em nha. Rồi, thì một cặp đồng hồ này thì bên em bán cho anh em với giá là 3,5 triệu. Nó một cặp này là 3,5 triệu anh em nha, không bán lẻ anh em nha. Rồi, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn ha. Đó, rất là hiếm nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái đồng hồ để bàn cơ cổ hàng châu Âu anh em ha. Cái này á, là nó sản xuất tại Đức nha anh em. Và cái này á, là cái này, cái hộp gỗ của nó nhìn cũng khá là đẹp anh em nha. Đó, thì cái đồng hồ này anh em nhìn vô là mình thấy nó có hai cái lỗ cốt, thì cứ mỗi 30 phút sẽ điểm chuông một lần cho anh em ha. Ở đây nó có cái quai sách nè, và bên hông hai bên nó có cái vách nhìn khá là cổ anh em nha. Đó, rất là đẹp luôn nha. Dạ rồi, cái đồng hồ này với cái chiều cao của cái đồng hồ này là lên đến là 20 anh em ha. Chiều cao là 20. Rồi, chiều ngang của nó là 17 anh em nha. Rồi, còn về chiều sâu. Chiều sâu của nó là 11 cm nha anh em. Đó. Rồi, còn bộ máy thì nằm ở phía sau. Đó, bộ máy thì nằm ở phía sau nha anh em. Bộ máy được làm bằng đồng ha. Nó sản xuất tại Đức luôn nha anh em. Nó gồm là cho mình là hai cái chuông. Rồi, thì bây giờ cái này cứ mỗi 30 phút sẽ điểm chuông một lần. Rồi, em sẽ cho nó về 30 phút điểm chuông thử cho anh em nghe nha. Đó, tiếng chuông bín bon anh em ha. Đó, tròn giờ nè.
Đó, cứ 1 giờ, tròn 1 giờ thì nó sẽ gõ 1 lần, tròn 2 giờ thì gõ 2 lần, tròn 12 giờ thì gõ 12 lần. Đó, thì khá là đẹp anh em ha, tình trạng cũng còn khá là đẹp, hộp gỗ cũng còn rất là nguyên vẹn cho anh em ha. Đi kèm nó có cái đồ lên cốt cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái này nó xài Ba Lan, đó cho nên là nó rất là bền. Và cái này anh em xài một thời gian mình chỉ việc mình lau dầu thôi. Đó, mình xài thí dụ như nửa năm hay bao nhiêu đó thì mình lau dầu một lần thôi. Rất là dễ, rất là đơn giản anh em nha. Rồi và cái này thì cái giá của nó cũng rất là ok cho anh em mình luôn nha. Đó, khi xài mở ra mình mở ra cho anh em coi cái bộ máy thôi. Đó, rồi xong rồi mình đóng lại ha. Rồi tình trạng còn khá là đẹp, khá là cổ luôn anh em nha. Rồi y như hình luôn. Rồi giá của cái chiếc đồng hồ này là 3 triệu 9 anh em nha. 3 triệu 9 nha. Đó, hàng rất là hiếm anh em nha. Rồi ok, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Chiếc đồng hồ cổ điển để bàn, sự đồng hồ cơ cổ để bàn ha anh em. Đó, giá của nó là 3 triệu 9 anh em nha. Hàng châu Âu, sản xuất tại Đức. Hôm nay em lên cho anh chị em mình làm một cái bộ 3 món để bàn hàng châu Âu. Thì nó gồm mình cho mình làm một cái đồng hồ anh em ha, một cái đồng hồ và hai cái bộ chân nến nè. Và cái này á là nó được làm bằng đồng anh em nha, được làm bằng đồng và nó lắc kêu vàng nên nhìn rất là đẹp luôn nè. Đó, cực kỳ đẹp anh em nha. Rồi thì cả bộ 3 món này nó rất là nặng. Nó rất là nặng, em cân nó là gần 22 kg anh em nha. Bộ 3 món này nó nặng gần 22 kg. Rồi thì bây giờ em cũng đo sơ cái chiều cao cũng như cái kích thước cho anh em mình hình dung nha anh em. Rồi thì ở đây cái đồng hồ á thì cái chiều cao của nó là khoảng là 64 cm. Nó cái đồng hồ là 64 anh em ha. Rồi cái bộ nến á thì nó cũng khoảng là 67 cm. Thì nó cũng xem nhau về kích thước nha anh em. Đó, cái đồng hồ thì cái chân của cái chiều rộng của cái đồng hồ á thì nó khoảng là 35 cm. Đó, rất là to anh em nha. Đó nè, em đặt tay em vô để anh em mình hình dung cái độ lớn nhỏ của nó nha anh em. Đó, nó rất là to, rất là lớn luôn anh em ha. Cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Đó, những cái đồ châu Âu như vậy thì giá trị rất là cao. Nó cũng như là về sau thì cái giá trị của nó cũng mãi mãi cũng rất là cao anh em nha. Rồi thì những cái hoa văn anh em mình nhìn vô mình thấy ha, những cái hoa văn nè. Đó, những cái hoa văn đúc nổi nó cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, nói chung là cái chi tiết của nó rất là đẹp, rất là xịn sò. Đó, anh em mình nhìn cái bàn tay em là anh em cũng đánh giá được nó rất là to cỡ nào rồi nha anh em. Đó, còn đây là cái cây chân nến nè. Đó, một cặp chân nến anh em ha. Nó bằng đồng lắc kêu vàng cho nên nó rất là sáng, rất là đẹp. Đó, một cái bộ chân nến nó gồm là 2, 4, 5, 5 cây nến với một cây nến ở trên là 6 cây anh em nha. Đó, hai bên đều giống nhau ha. Rất là xịn sò, rất là đẹp luôn anh em nha. Rồi, thì cái này là trọn bộ của nó là một cặp ha. Này nè, đó, quay ra phía trước cho anh em xem. Đó, đây là cái dưới hoa văn cái hoa của nó cũng là in nổi luôn anh em ha. Đó, cái này đúc nổi luôn cho anh em mình nè. Rồi, còn về cái đồng hồ, nó nhân vật chính vẫn là cái đồng hồ này. Thì cái đồng hồ này của thương hiệu là Imperia. Nó Imperial nha anh em. Phía sau chiếc đồng hồ này cũng khá là đẹp luôn anh em ha. Đó, ở đây nè, cái bộ máy của cái đồng hồ thì nằm ở trong đây. Đó, bộ máy thì được sản xuất tại Đức luôn anh em nha. Nó máy bằng đồng rất là sáng, sản xuất tại Đức thì cái bộ máy này nó sẽ rất là bền theo thời gian nha. Đó. Rồi, phía sau cũng rất là đẹp đi như vậy cho anh em mình luôn. Đó, cái mặt của cái đồng hồ này á, thì nó tráng men anh em ha. Đó, cái mặt tráng men rất là đẹp ha. Rồi, cái đồng hồ này thì hai lỗ cốt cứ mỗi 30 phút sẽ điểm chuông một lần anh em nha. Đó, rất là hay, rất là đẹp luôn anh em nha. Rồi thì mặt kính cũng còn khá là liền lạc. Những cái đồ như vậy là nó thuộc dạng hàng cổ rồi anh em. Đó, nó là đồ cổ rồi mà nó còn liền lạc như vậy thì thứ nhất là cái giá trị của nó rất là cao. Cái thứ hai á là cái độ hiếm
Và cái thứ ba là cái độ độc của nó nói chung nó rất là giá trị về sau anh em nha. Thậm chí cả ở bên châu Âu nó cũng vẫn rất là đắt tiền. Đó. Rồi, ok anh em, thì cái bộ ba món này nó bằng đồng lắc ghê vàng thì hiện tại bên em đang bán với giá là 21.500.000 anh em nha. 21.500.000 cái bộ này thì anh em để lên bàn. Đó, anh em để lên những cái bàn nhìn rất là đẹp, rất là sang trọng anh em ha. Những cái nhà mà mình trưng bày cái phong cách châu Âu á thì nó cực kỳ đẳng cấp luôn anh em nha. Đó, mình để cực kỳ đẹp luôn nè. Đó, em quay xa ra cho anh em xem ha. Rất là đẹp, rất là to ha. Em nói lại cái bộ này thì nó nặng gần 22kg nha anh em. Đó, rất là xịn sò luôn. Rồi, đồng hồ ha, nó sản xuất tại Đức luôn anh em nha. Rồi, ok, trọn bộ thì giá là 21.500.000. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh chị em mình là một cái cối xây tiêu anh em nha. Đó, hàng cổ của Pháp luôn nha. Đó, bốn cái góc nó là nó đều có bốn cái bức tượng anh em ha. Đó, cái này làm bằng đồng, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, thì anh em thấy ha. Đó, tất cả đều làm bằng đồng, rất là đẹp luôn nha. Rồi, rất là nặng anh em ha. Đó, cái này bốn cái bức tượng, bốn góc anh em nha. Rồi, đây nó có một cái ngăn cho mình nè. Đó, đây nó có một cái ngăn cho mình ha. Cái ngăn này để khi sai ra xong nó là đựng ha. Thì thật ra bây giờ thì cái này chỉ là sưu tầm thôi. Đó. Rồi, khá là đẹp. Bây giờ em sẽ đo cái kích thước cho anh em mình nha. Rồi, kích thước của nó, chiều cao của nó ha, thì là 20cm anh em nha. Chiều cao là 20cm. Còn chiều ngang anh em nha, chiều ngang là 16cm. Đó. Rộng cũng 16cm. Cái này hình chữ nhật. Đó, cao là 20, ngang 16, rộng 16. Rất là đẹp anh em ha. Đó, rất là đẹp, rất là cổ nha. Rồi, thì cái này anh em sưu tầm thì rất là tuyệt vời. Rồi, ok anh em. Cái này thì bên em đang bán với giá là 3.2 nha anh em. Đó, 3.2. Một cái cối xây tiêu. Đó, cối xây tiêu cổ của Pháp anh em nha. Đó, cái này hàng châu Âu, rất là đẹp. Rồi, 3.2 anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Về được cho anh chị em mình là một cái lô quạt để bàn xây 360 độ hàng nội địa Nhật, cực kỳ đẹp luôn anh em nha. Và cái này á, là nó sử dụng được điện AutoVolt luôn nha, từ 100 tới 220 đều được luôn. Thì cái quạt này nó rất là xịn sò anh em nha. Mình nhìn vô nè, nó anh em để lên bàn là cực kỳ đẹp luôn ha. Mà cái lực gió của nó cũng khá là mạnh nha. Cái này thì xài được điện 220 luôn, từ 100 tới 220 đều được hết, cho nên là điện nào mình cũng xài được nha. Rồi thì cái này á, đây em mở sơ qua cho anh em mình coi thử luôn ha. Bây giờ mình chỉ việc nè, mình bật lên nè, đó. Rồi nút cảm ứng luôn nghe anh em. Còn ở đây nè, có 8 cấp độ gió ha. Anh em muốn cấp độ nào thì anh em cứ việc là mình dặn lên thôi. Đó, khá là ok luôn nha. Rồi còn cái này là xây 360 độ nè. Đó, anh em mình nhìn kỹ mình thấy cái quạt nó sẽ xây nè. Đó. Đó, xây 360 độ luôn anh em ha. Xây vừa cái trục trên đây và nó xây được cả cái bàn ở dưới đây nữa, cho nên nó rất là hay anh em nha. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, rồi em cho nó xây lại cho anh em xem. Đó. Rồi, cái này có 8 cấp độ gió anh em ha. Nó từ 1 cho tới 8 này, rất là mạnh luôn nha. Đó, cấp độ gió thì anh em thấy ha. Đó, đây nè. Gió nè. Lực gió cũng khá là ok nha. Rồi thì cái này em sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em để anh em hình dung nha. Rồi cái chiều cao của cái quạt này là khoảng là 39cm anh em ha. Chiều cao khoảng 39cm. Còn về cái đường kính của cái lồng quạt này á, là nó khoảng là 25cm. Đó, cái quạt này á thì nó rất là đẹp anh em nha. Rất là xịn sò luôn á. Cái lô này lâu lắm mới về lại nha. Rồi thì cái này á, cái công suất của nó là 22W anh em ha. Công suất là 22W, điện là điện AutoVolt từ 100 tới 220. Cái này để trên bàn là cực kỳ đẹp luôn anh em ha. Để trên bàn, để trên ghế sofa rồi đó, rất là đẹp, rất là xịn sò nha. Rồi ok anh em, thì cái này bên em đang bán với giá là 1 triệu một cái anh em nha. Đó, giá 1 triệu một cái, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây trong cái kiện hàng Nhật đợt này em về được cho anh chị em mình một sản phẩm rất là đặc biệt ha. Đây là một cái hộp nhạc. Đó, đây em mở ra cho anh em xem nha. Đó, đây
đây là một cái hộp nhạc của Nhật anh em nha. Đây nè, đó, đây là hộp nhạc của Nhật của thương hiệu là Sankyo. Đó, anh em mình nhìn thấy ha, đây cái thương hiệu nè, Sankyo. Đó, đây nó còn cái tem mát của người ta luôn nè, rất là đẹp. Cái hộp thì bằng gỗ, còn cái bộ nhạc bằng cơ ở trong đây thì làm bằng đồng anh em ha, rất là đẹp ha. Rồi, thì ở đây á, cái hộp này em sẽ đo trước cái kích thước cho anh em để anh em hình dung được cái độ lớn nhỏ của nó nha. Rồi, cái hộp này thì nó có cái chiều dài khoảng là 29cm anh em nha. Rồi, chiều rộng của nó là 16cm. Đó, còn về chiều cao, chiều cao của nó là 8cm, 8,5cm. Rồi, cái hộp nhạc này rất là hay anh em. Đây là ở phía sau này, đây, à, cái đồ lên cót của nó này, có thương hiệu là Sankyo này. Đó, Sankyo ha, anh em chỉ việc mình lên cót ở phía sau này thôi thì nhạc nó sẽ cho mình nha. Đó, đó, anh em chỉ việc mình dặn cót ha. Đó, đây nè. Đó, chơi những cái bản nhạc rất là Nhật Bản luôn anh em nha. Đó, khá là hay. Khá là hay luôn nha anh em. Đó. Rồi, ok anh em. Đó, cái hộp nhạc này thì bên em đang bán với giá là 4,5 triệu nha anh em. Đó, mỗi lần anh em lên code là nó chơi nhạc cũng rất là lâu anh em ha. Âm thanh cũng khá là lớn, rất là hay. Rồi, hộp nhạc này thì bên em đang bán với giá là 4,5 triệu nha anh em. Đó, anh em thấy ha, tình trạng còn rất là đẹp. Ở trên đây là mặt kính nha. Còn bên đây nó có một cái ngăn trống để dành cho anh em mình có thể để được ha. Nữ trang, vàng, bạc hay là nhẫn gì đó, nó mình có thể bỏ vô nha anh em. Rất là đẹp ha, ngoại hình còn khá là đẹp luôn nè. Đó, anh em có thể mua sưu tầm nha. Cái này nó rất là hiếm. Rồi, giá 4,5 triệu, anh em nào quan tâm thì anh bóc giúp em nha. Em về được một cái dòng kiến massage mắt nha. Đó, cái máy massage mắt là của thương hiệu là La Luna nha anh em. Đó, cái này là tình trạng là anh em thấy ha, còn khá là đẹp luôn nha. Rồi, cái này nó có cái dây đeo phía sau này, mình có thể tăng giảm khi mình đeo lên mắt mình ha. Cái này á, là nó rất là hay anh em, cái bảng điều khiển của nó nè. Đó, chỉ việc mình bật cái này lên thôi là bắt đầu là nó sẽ có báo phần trăm pin nè. Rồi những cái mà mod kiểu như là những cái chế độ cho mình ha. Và cái này khi anh em mở lên sẽ nghe một cái tiếng nhạc du dương rất là nhỏ ha, cực kỳ đã luôn. Và nó có làm nóng nữa anh em. Ví dụ khi anh em đeo vô trong cái vòng mắt của mình á, nó sẽ làm nóng cái phần mà xung quanh cái khóe mắt của mình. Đó, nó làm nóng xong rồi nó massage rất là thư giãn, rất là thoải mái luôn. Đó, cái này mà anh chị em nào khó tính cỡ nào đi chăng nữa mà mang cái này vô, em bảo đảm cũng sẽ rất là hài lòng luôn nha. Cực kỳ xịn luôn. Rồi, cái này á, nè, nó có một cái tiếng nhạc rất là nhỏ, cực kỳ hay luôn. Ví dụ buổi trưa hoặc là cái lúc nào đó mà anh chị em mình muốn nằm thư giãn á, mình đeo cái này vô thì cảm giác nó rất là đã luôn nha anh em. Thường những anh chị em mà ngồi văn phòng lâu á, mình hay ngồi mà mình hay xem cái màn hình tivi, máy tính đồ nhiều á, thì sẽ bị cái tình trạng là mỏi mắt. Thì cái máy massage mắt này nó có tác dụng là cải thiện cái độ nhức mỏi mắt ha. Nó làm giảm nhức đầu luôn nha anh em. Đó, nó rất là hay ha. Cái này thì bên nước ngoài người ta sử dụng để trị liệu nha anh em. Đó, rồi tình trạng còn khá là đẹp luôn, cực kỳ xịn luôn nha anh em. Đó, còn tắt thì anh em tắt ở đây. Và khi mà anh em mua thì bên em sẽ gửi kèm cho anh em một cái cáp như vậy ha. Cái cáp này là anh em để sạc cái này, anh em vừa sạc cái này được mà vừa sạc điện thoại được luôn. Rồi, cái máy kính massage mắt này thì bên em đang bán với giá 1,2 triệu nha anh em. 1,2 triệu nha. Đó, cái này thì nó cũng như cái máy doctor hạt thôi, nếu như đã hết rồi thì nó sẽ không còn nữa đâu. Anh em nào mình có nhu cầu nó thì có thể mua để có thể là sử dụng hoặc là biếu tặng cho những người lớn tuổi cũng rất là ok nha.
cái này anh chị em nào khó tính cỡ nào em bảo đảm cũng hài lòng luôn. Rồi giá 1,2 triệu nha anh em, kèm theo cái cáp cho anh em mình luôn. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình dùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái tô. Đây là một cái tô dạng tô inox. Cái tô này nó rất là hay. Thì quay về bình thường á, nếu như anh em mình sử dụng cái tô sành, tô sứ để mình múc canh đồ á, thì khi mình cầm vô nó sẽ bị nóng tay. Còn cái tô này nó có là hai lớp. Tô này nó làm bằng inox hai lớp, cho nên khi mà anh em đổ nước sôi hoặc là canh súp gì đó vô trong đây thì anh em cầm bên ngoài nó không có nóng tay anh em nha. Đó, mình có thể nấu mì hoặc mình ăn các thể loại nước nóng, nước sôi gì đó, nó cũng đều cách nhiệt cho mình hết nha. Thì cái tô này, cái kích thước nó nè, em đo luôn cái đường kính của nó cho anh em mình ha. Đường kính là 20 anh em nha. Chiều sâu của nó khoảng 11 cm, đường kính là 20. Cái này là bằng inox không rỉ cho nên nó rất là an toàn với sức khỏe của mình anh em nha. Và cái này nó là hai lớp cho nên là nó cách nhiệt, nếu như mình bưng nước sôi, nước nóng đồ cũng sẽ không có bị nóng tay, không có bị bỏng tay anh em nha. Đó, cái này thì có thể mua cho chú bác lớn tuổi, người già hoặc cho trẻ em để ăn, để tránh bị phỏng, bị nóng đồ đó cũng khá là ok. Rồi ok anh em ha, cái tô inox này thì bên em đang bán với giá đó là 310.000 anh em. Đó, 310.000, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn nha. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là hai cái mẫu máy lọc không khí của thương hiệu Sharp anh em ha. Cái này là hàng nội địa Nhật nha. Tình trạng đã qua sử dụng rồi nhưng ngoại hình anh em nhìn vô là mình thấy còn khá là đẹp luôn nha anh em. Đó thì cái công dụng chung của máy lọc không khí là nó là có tác dụng là khử mùi nè, lọc bụi bẩn nè, khử mùi hôi nè, ion hóa không khí nè. Và một cái công dụng cũng khá là tuyệt vời của máy lọc không khí nữa là nó có chức năng bù ẩm. Thì chỉ việc là anh em bỏ nước vô trong đây thôi thì mình xài cái chức năng thì nó sẽ bù ẩm luôn. Ví dụ anh em ở mà môi trường mà nó như máy lạnh đồ mà anh em ngồi lâu á thì hay bị khô da, bị khát nước đó là do cái độ ẩm nó không có. Thì khi mà những cái máy lọc không khí này nó bù ẩm thì mình ngồi kế bên nó mình sẽ nghe rất là dễ chịu anh em nha. Và cái nguyên tắc hoạt động của nó thì nó gần giống như cái máy quạt thôi, chỉ việc là mình cắm điện vô, nó mình mở lên là nó sẽ quạt hết anh em. Và nó, cái nguyên tắc hoạt động của nó là nó sẽ hút, ví dụ như đây là nó hút một cái lượng gió vô trong đây và nó thải ra gió ở trên đây. Nó thì khi mà nó hút gió vô trong đây, ở bên đây nó có cái màng lọc nè. Đó thì cái màng lọc đó nó sẽ lọc lại bụi bẩn không nó, rồi nó thải ra cái không khí trong lành hơn ở bên đây. Thì những cái máy như vậy thì nó rất là tốt cho sức khỏe anh em nha. Ở bên Nhật người ta xài rất là nhiều, ở Việt Nam mình á thì hơi ít người xài, nhưng mà sau này á thì ai cũng sẽ xài cái này thôi. Đó, giờ khách em cũng xài rất là nhiều rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu luôn cho anh em mình hai cái mẫu này á. Cái công dụng thì nó giống nhau, nó chỉ khác nhau về cái ngoại hình, cái công suất thôi. Thì cái mẫu máy lọc không khí này, đây em giới thiệu trước cho anh em là cái mẫu máy lọc không khí này. Cái này á là nó là cái con này là của Sharp anh em nha. Đó thì nó chỉ khác về ngoại hình thôi nè. Cái con này thiết kế cũng khá là đẹp anh em ha, thiết kế cái dạng y như cái cánh bườm ha. Đó, khá là đẹp. Rồi cái con này á, là điện của Nhật là điện Zin 100V anh em nha. Và công suất là 26W. Thì nếu như anh em mình lấy cái điện Zin của Nhật á thì giá của nó là 1,4 triệu. Còn nếu như lên điện 220 thì giá của nó là 1,5 triệu nha anh em. Và con này em đo sơ cái kích thước cho anh em luôn. Thường những mẫu là máy lọc không khí thì kích thước hầu như nó xem nhau, cho nên em đo một con là được rồi nha. Rồi con này chiều cao là 58 cm anh em nha. Rồi về chiều ngang, chiều ngang của nó là 36.5 cm. Rồi nó 58 x 36.5 là được ha. Còn độ dày nó thì cái này dạng cánh bờm, ở dưới to, ở trên nhỏ thì em đo ở dưới thôi. Rồi 19 cm. Rồi với cái công suất là 26W và cái điện của nó là điện Zin là 100V thì giá là 1,4 triệu. Còn nếu như anh em mà mình muốn xài điện 220 thì bên em kỹ thuật sẽ lên điện 220 cho mình luôn thì giá của nó là 1,5 triệu. Ngoại hình thì cũng còn khá là đẹp như vậy nha anh em. Đó, rồi con này thì em sẽ lên cho anh em một cái mã, đó là mã A1 nha. Mã A1 thì giá của nó là 1,4 triệu. Đó, 1,4 triệu. Rồi ok, 1,4 triệu là 100V nha. Lên điện 220 thì thành 1,5 triệu. Rồi ok, em lên tiếp cho anh em là một cái mã nữa. Đó, em lên tiếp cho anh em là cái con Sharp này. Con Sharp này thì nó khác với con Sharp kia xíu. Đó, khác về cái ngoại hình thôi chứ cái công dụng thì cũng giống nhau anh em nha. Đó, rồi ở đây thì nó cũng là hút một cái không khí vô trong đây và thải ra ở trên đây. Rồi thì cái con này á là điện của nó cũng là điện Zin 100V nè.
công suất là 54W là công suất lớn nha anh em. Đó, công suất 54W thì là cái công suất lớn. Rồi cái này em sẽ đo cái kích thước cho anh em mình luôn nha. Đại khái thì cái con này thì nó sẽ cao hơn con kia xíu, nó cao hơn cái phần trên đây nè. Cho nên con kia nãy 58 thì con này 62. Rồi con này là 62 cm. Rồi về chiều ngang. Chiều ngang của nó là khoảng 38 cm. Rồi thì cái con máy lọc không khí này thì nó cũng có chức năng bù ẩm luôn nha anh em. Bù ẩm nè. Nó chỉ việc mình bỏ nước vô trong cái ngăn này là ok nha. Đó, rồi ok, công suất là 54W thì cái công suất nó sẽ cao hơn cái con bên kia. Thì cái phạm vi hoạt động của nó hiệu quả hơn. Thí dụ như cái con bên kia là 27W, 26W thì nó sẽ xài được khoảng là 30m². Còn cái này 54 thì nó xài được 40m², ví dụ vậy. Rồi thì cái này thì bên em đang bán với giá là 1.600.000 anh em nha. Rồi cái con này thì 54W thì giá nó là 1.600.000 anh em ha. Điện zin của Nhật là 1.600.000 nha. Rồi mã của nó là mã C2, giá 1.600.000. Ủa mã A2 chứ. Rồi mã A2 1.600.000 anh em nha. Rồi nếu như cái đây là điện zin của Nhật là điện 100V. Nếu như anh em muốn lên điện 220 thì thêm 100k nữa nha anh em. Đó, rồi ok, anh em quan tâm tới cái mẫu máy lọc không khí nào thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi ở đây em lên cho anh em là một cái ấm bằng sắt anh em nha. Cái ấm hàng nội địa Nhật bằng sắt thì thường ở bên Nhật á, người ta sử dụng những cái ấm sắt này người ta nấu trà. Cái thứ nhất trà nó sẽ rất là ngon. Và cái thứ hai á, là khi mà nấu bằng cái ấm sắt này á, là nó có bổ sung cái chất sắt cho cơ thể của mình luôn anh em. Đó, cho nên bên Nhật là người ta rất là chuộng những cái ấm như vậy. Ở đây nó có cho mình một cái lưới lọc luôn ha. Cái ấm này thì tình trạng nó chưa có qua sử dụng luôn nghe anh em. Đó, nó rất là đẹp ha. Rất là đẹp luôn. Cái này mình có thể là trưng bày cũng đẹp nè. Mà mua xài cũng đã khá là ok ha. Đây nó có cho mình một cái lưới lọc trà luôn anh em nha. Tình trạng nó là chưa có qua sử dụng luôn. Cái ấm này á, thì cái dung tích của nó là 800ml anh em nha. Đó, khá là đẹp ha. Rồi thì cái ấm này thì bên em đang bán với giá là 1.000.000 nha anh em. Tình trạng là chưa có qua sử dụng cái ấm bằng sắt ha. Đó. Rồi ok, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái kéo cắt cành của Nhật rất là xịn sò anh em nha. Cái này là của Fujiya, sản xuất tại Nhật luôn anh em nha. Đó, Made in Japan ha. Cái này nó rất là xịn nha anh em. Và đi kèm nó có tặng cho mình luôn là một cái túi đeo anh em ha. Cái túi đeo này cũng rất là xịn nè. Mình nhìn vô là mình thấy rồi ha. Đó, túi đeo này thì nó sản xuất tại Việt Nam ha. Nhưng mà cái này là sản xuất qua bên Nhật nè. Cho nên là tiếng Nhật không nè. Đó, còn cái này là nội địa Nhật luôn. Rồi thì cái này em mở thử bên trong ra cho anh em mình xem nha. Cái kéo này á, là bằng thép đúc anh em ha. Thép đúc nguyên khối nè. Rất là xịn sò, rất là bén ha. Mình nhìn từng cái chi tiết, từng cái chốt của nó nè. Đó, nhìn từng cái chốt của nó anh em thấy ha. Rất là xịn sò, rất là chỉnh chu nha. Đó, nó không giống như những cái đồ mà nhái ở ngoài thị trường đâu. Rất là xịn, rất là cao cấp. Cái này lúc trước á, 1.000.000 một cây anh em nha. Cái này là lúc trước là 1.000.000 một cây á. Còn bây giờ thanh lý chỉ có vài trăm ca thôi. Đó, thì đây, em cắt thử cho anh em coi luôn ha. Đây nè. Ngọt sớt luôn anh em. Đó, cắt cây mà nó ngọt ngào luôn anh em thấy không? Đó, ngọt ngay luôn á. Trời đất ơi, bén, siêu bén luôn anh em ơi. Rất là ngọt nha. Đó, cực kỳ ngon lên anh em nha. Rồi thì cái này ở đây nó có cái khóa nè. Xài xong thì khóa lại thôi, là để như vậy. Đó, cái này là sản xuất tại Nhật của thương hiệu Fujiya. Rất là xịn sò ở bên Nhật anh em nha. Rồi thì cái này đi kèm nó là người ta nhà sản xuất đợt này thanh lý, cho nên là người ta tặng cho mình thêm một cái túi nữa để anh em đeo vô vậy. Đó, để đi làm vườn ha. Cái túi này tình trạng cũng chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Rất là đẹp, rất là xịn nha. Đó, đây. Mình nhìn nè, là mình thấy ha. Thương hiệu này là rất là nổi tiếng tại Nhật nha. Rồi, ok anh em, sản xuất tại Nhật ha. Rồi, ok, thì cái bộ kéo cắt cành này để tặng kèm cho anh em là một cái túi như vậy luôn. Thì bên em đang bán với giá là 690k anh em nha. Tình trạng là chưa qua sử dụng ha. 690k nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Cái này lúc trước là 1.300.000, 1.400.000 một cái anh em. Còn bây giờ chỉ có là đang thanh lý, cho nên là giá chỉ có 690 thôi ha. Anh em nào quan tâm thì chốt giùm em nha. Cái này em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô máy rửa xe sử dụng điện rất là xịn sò luôn, của thương hiệu là Nichido. Đó, thương hiệu Nichido. Đó, Nichido.
Nhật Bản nha anh em, rất là xịn sò luôn nha. Thì em sẽ nói sơ về cái máy rửa xe này. Thì đây là một cái máy rửa xe sử dụng điện, nó rất là tiện lợi cho anh em mùa mưa này nha. Đó thì bây giờ đi theo nó những bộ phụ kiện là gồm một cái cọng dây anh em ha. Dây này nó rất là dài anh em ha, nó dài trên 10 mét. Đó, dây này rất là dài thì anh em có thể rửa xe ô tô, xe máy các thể loại nha, bởi vì dây kéo rất là dài nè. Rồi đi kèm nó là nó có cho mình một cái cây súng. Đó, súng này là xịt rửa xe ha, cái đầu này là đầu đa năng nha anh em. Đó, cái này là mình chỉnh cái tia xè hoặc là cái tia gom là cũng bằng cái đầu này. Rồi ở đây nó có thêm cho mình là một cái thanh nối dài nữa, nếu như mà mình muốn mà xịt dài á thì mình gắn cái thanh nối dài này vô. Đó, là nó sẽ thành cây súng dài. Rồi, và nó có luôn cho mình cái bình xà bông. Cái bình xà bông này rất lợi hại anh em. Thì khi mà anh em gắn vô như vậy nè, đó là anh em mình bỏ xà bông, ví dụ như là những cái dung dịch mà rửa xe không chạm hoặc là xà bông rửa xe, thì khi anh em xịt vô trong cái xe, nó gắn cái bình này vô thì nó sẽ đánh bọt tuyết ra luôn. Nó y như là rửa xe bọt tuyết nha anh em. Rất là dễ dàng cho mình để mình rửa xe nha. Rồi, còn đi kèm nó là nó có luôn cho mình là đây. Đây là cái lọc ha anh em. Cái lọc này là anh em gắn vô trong cái ống hút á, bởi vì nó khi mà nó hút vô á thì nó thí dụ bụi bẩn rồi nó sẽ không hút vô trong cái máy của mình. Rồi, và đây là cái đầu rắc nối nhanh. Đó, rắc nối nhanh này cũng rất là lợi hại, anh em thao tác gỡ rắc nối trên máy ra rất là nhanh ha, chỉ việc một lần rút ra là ok. Rồi, thì còn về cái máy, đây cái máy khá là nặng nha anh em. Đó, cái máy này siêu nặng ha, nó nặng khoảng là 8-9 kg là nghe anh em, rất là nặng nha. Đó, ở đây có cái đồng hồ hiển thị áp nè. Rồi, cái máy này thì cái công suất của cái máy anh em ha, công suất của cái máy là 1000W anh em ha, 7 lít trên phút nha. Đó, của thương hiệu là Nishido. Công tắc on off thì nằm ở đây. Rồi, thì bây giờ em cũng không để anh em chờ lâu, em cũng sẽ test thử cái khả năng cũng như là cái hiệu quả của cái máy này khi rửa xe cho anh em xem luôn nha. Dạ rồi, thì bây giờ em đã lắp đặt cái máy này xong. Bây giờ em test thử cho anh em luôn ha. Thì anh em mình nhìn vô, cái cách lắp đặt cũng rất là đơn giản. Nó chỉ có hai cái cọng dây thôi. Một là cái dây truyền nước vô máy, và cái hai là cái cọng dây từ máy truyền ra cái cây súng. Đó, chỉ việc vậy thôi, rồi mình ghim điện mình xài thôi. Nó rất là đơn giản luôn nha anh em. Nó anh em nhìn cái cọng dây áp của nó cực kỳ dài ha. Mình có thể kéo đi, nó đứng để cái máy ở một chỗ, mình kéo đi xung quanh nhà cũng được luôn nha. Bởi vì dây dài nó hơn 10 mét nha. Rồi, thì ở đây có cái công tắc on off nằm ở đây nè, em chỉ việc em bóp vô ha, rồi là được. Rồi, thì ở đây nó có cái cò nè anh em, đó cái cò ha. Rồi, chỉ việc mình bấm thôi. Đó, rất ngon lành anh em nha, cực kỳ mạnh luôn nè. Em thổi bay những cái lớp xi măng cũ ở đây cho anh em coi luôn nè. Đó, đó, rất là ok. Siêu mạnh anh em nha. Em test thử luôn với cái bì cắt tông cho anh em coi ha. Đó, đứt luôn anh em nha. Cắt cái bìa cắt tông cực kỳ ngọt anh em nha. Đó, rất là mạnh nha. Rồi, thì bây giờ em đẩy xe vô em thử cho anh em mình coi luôn. Đó, xịt rất là nhiều cái chế độ anh em ha. Đây, em xịt rửa xe, nó xe ở đây dơ ha. Xịt nè. Đó, ra xịt. Còn mình muốn chỉnh chế độ xè nè anh em, chỉ cần quẹt dẫn này thôi. Đó, ha, xè hoặc gươm gì đó cực kỳ mạnh anh em nha. Đó, đó,
Cái chế độ xè này thì mình cũng có thể là mình tưới cây hoặc là phun thuốc trừ sâu cũng được anh em nha. Đó, còn chế độ gươm thì mình rửa xe rất là sạch ha. Đó. Rồi, còn về cái bình xà bông á, thì anh em chỉ việc mình bỏ cái xà bông vô là mình phun thôi. Tại ở đây em không có xà bông, chứ không em có là em test thử cho anh em coi luôn rồi. Rất là tuyệt vời nha anh em. Rồi, đó anh em thấy ha, hiệu quả rất là tuyệt vời. Cũng như là đi kèm nó là nó có luôn cho mình một cái dây này. Cái dây này là dây cấp nước vào á. Và cái máy này là nó có khả năng là tự hút luôn nha anh em. Máy này nó có khả năng là tự hút luôn, cho nên mình chỉ việc mình bỏ vô trong cái thùng bê để cho nó hút cũng được, mà mình cấp nước trực tiếp từ vòi xuống cũng được. Đó, nhưng mà thật ra là cái kinh nghiệm của em á, là mình cấp nước là nó sẽ ngon hơn, bởi vì cái máy nó hoạt động nó sẽ nhẹ hơn và cái độ bền của nó sẽ rất là cao nha anh em. Dạ rồi, thì em vừa test xong cái hiệu quả cũng như cái công suất của cái máy rửa xe sử dụng điện của Nichido này thì anh em thấy rồi ha. Đó, một cái hiệu quả rất là tuyệt vời để cho anh em mình rửa xe nè, vệ sinh nhà cửa nè, sân vườn nè, cũng như là rửa các loại xe, xe máy, xe ô tô, các thể loại cho mình luôn nha. Rồi, mà cái thiết kế của nó cũng cực kỳ gọn gàng luôn ha, y như em quay luôn. Rồi, thì cái máy này bên em đang bán với giá là 1.1 triệu nha anh em. Đó, 1.1 triệu nha. Đó, tình trạng là chưa có qua sử dụng luôn anh em ha. Rồi, ok, anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu máy rửa xe sử dụng điện của Nichido Nhật Bản này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh chị em là một cái mẫu đèn năng lượng mặt trời rất là xịn ha. Cái này là đèn cực kỳ cao cấp luôn nha. Cái này á, thì dành cho anh chị mà làm công trình nè, hoặc là mình có thể sử dụng ở sân vườn, nhà kho, nhà xưởng ha. Những nơi mà có ánh sáng thì mình cứ sử dụng cái đèn năng lượng mặt trời này thì khá là ok nha. Rồi, thì cái này em cho anh em coi sơ cái tổng quan của cái đèn này ha. Đây, anh em nhìn những cái chip LED của nó là mình thấy ha, nó rất là xịn sò nha. Rồi, còn cái tấm pin của nó là pin liền luôn nha anh em, pin liền nguyên khối luôn so với cái đèn, nhưng tấm pin rất là to nha. Cái này em cũng đo sơ cái kích thước của cái tấm pin cho anh em mình luôn, cái mặt lưng của nó nha. Đó, cái mặt lưng của nó ha, chiều rộng là 35 cm nha anh em. Rồi, chiều dài là 63 cm, tổng chiều dài luôn cả cái cây ha, tổng chiều dài luôn cả cái thanh, cả cái thanh nối dưới đây ha, tổng chiều dài luôn cả cái thanh này là 1m1 nha anh em. Tổng chiều dài luôn cả từ cái thanh, cái cán lên tới cái tấm pin là 1m1 ha. Đó. Rồi, cái tấm pin phía sau lưng của nó khá là to nha anh em. Nó rất là to cho nên nó sẽ sạc đủ ánh sáng cũng như là sạc đầy đủ điện cho mình để khi mà ban đêm nó sẽ sự tự động sáng nha. Đó, thì cái đèn này cũng như những cái đèn năng lượng mặt trời khác thôi. Tức là nó sẽ có cái chế độ là cảm biến ánh sáng, ví dụ ban ngày nó sẽ tự động sạc và ban đêm thì nó sẽ sáng cho mình. Đó, cái này thì em lật xuống thì tự động nó sáng lên. Rồi, thì cái này á, là đi kèm nó là nó có cho mình luôn cả cái remote ha anh em. Cái remote nè, trong cái remote anh em có cái nút là tắt mở hoặc là cái nút mà ánh sáng vừa và ánh sáng mạnh nha. Rồi, thì em cũng đo sơ cái phần chip LED trong đây cho anh em mình luôn. Rồi, cái phần chip LED này là 29 cm, chiều dài của chip LED 29 cm, còn chiều rộng là 18 cm. Đó, thì cái đèn này là của thương hiệu là Tojiro. Nó, cái công suất cũng như là cái kích thước rất là to như vậy thì cái độ phủ sáng sẽ rất là lớn, cũng như là cái ánh sáng của nó sẽ rất là tuyệt vời. Rồi, đi kèm nó là anh em mình nhìn vô ha. Mình nhìn vô là mình thấy nó sẽ có cho mình một cái bát nha. Cái này nè. Đó, đi kèm nó là nó sẽ có cho mình là một cái bộ phụ kiện đầy đủ những cái con tắc kê để anh em gắn lên tường. Nó cũng như là cái bát này mình có thể, nếu như anh em có cột sẵn á thì mình lắp vô cột ha. Đó, còn không có cột thì mình có thể lắp vô trong tường. Đó, miễn là cái nơi có ánh sáng là rất là ok, kiểu như là có nắng thì nó sẽ tự động sạc được nha. Rồi, bây giờ em sẽ mang ra em test thử ở nơi bóng tối cho anh em mình để anh em mình thấy được cái độ sáng của cái đèn này nha. Dạ rồi, thì bây giờ ở đây là trong bóng tối nha. Em sẽ mở cái cây đèn này lên cho anh chị em mình test thử cái độ sáng của nó nha. Đó, khá là sáng luôn nha anh em. Đây nè. Đó, sáng nguyên một vùng luôn. Đó, cái đèn này cực kỳ ánh sáng luôn nè anh chị em ha. Em quay đi đâu là nó sáng đó nè. Cái độ phủ sáng rất là cao nha. Đó, một cái cây đèn công suất lớn. Và những cái cây đèn dạng như vậy thì nó phù hợp cho anh em làm công trình ha. Hoặc là mình
mình sử dụng sân vườn, nhà cửa mà những nơi mình muốn ánh sáng lớn, công suất lớn, nó phủ sáng nguyên một đêm cho mình luôn. Đó, phủ sáng nguyên một vùng luôn nè. Đó, khá là ok nha. Rất sáng luôn nha anh chị em. Đó, ở đây nó có remote có hai chức độ nè, em hạ độ sáng nè. Đó, đây là cái chế độ sáng mờ nè. Còn đây là chế độ sáng mạnh nè. Đó. Khá là ok luôn nha. Đó. Rồi, một cái cây đèn mà không tốn tiền điện như vậy thì quá là tuyệt vời luôn anh chị em ơi. Rồi ok. Thì em vừa test xong cái ánh sáng của cái cây đèn này trong bóng tối cho anh chị em rồi ha. Một cái ánh sáng rất là tuyệt vời. Rồi, những cái cây đèn này chỉ cần sạc năng lượng ánh sáng là mỗi ngày khoảng là từ 6 tới 7 tiếng thôi là nó đã đủ cung cấp ánh sáng cho nguyên một đêm rồi. Nó cho nên là nó rất là phù hợp cho anh chị em mình làm công trình ha, hoặc là để sân vườn, nhà cửa, những nơi mà mình muốn thắp sáng nha. Đó, nó rất là an ninh và được một cái nữa là nó không có tốn 1.000 nào tiền điện của mình hết á. Anh em xài nó khoảng chừng nửa năm là anh em đã lấy lời vốn rồi nha. Rồi thì cái cây đèn này, đèn năng lượng công trình này thì bên em đang bán với giá là 1.800.000 nha anh em. Đó, giá là 1.800.000. Rồi, cái này là bảo hành cho anh em mình là 2 năm luôn nha. Đó, rồi, rất là ngon lành. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái chảo inox 2 quay rất là dày dặn luôn anh em nha. Đó, đây. Chảo này thì sản xuất tại Nhật luôn anh em ha. Tình trạng là chưa có qua sử dụng nha. Cái này thì bây giờ em sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn. Rồi, cái đường kính của chảo là 21cm anh em nha. Cái này tính luôn cái phần quay á, thì nó khoảng là 31cm. Còn cái đường kính là 21cm. Cái chảo này thì thiết kế rất là đẹp luôn anh em nha. Đó, thiết kế khá là đẹp ha, sản xuất tại Nhật luôn nha. Đó. Rồi, cái này thì là inox không rỉ và nó xài được cho mình là bếp, ba cái loại bếp luôn ha. Bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại gì đều xài được hết luôn anh em nha. Rất là dày dặn, rất là đẹp luôn ha. Rồi ok, thì cái chảo inox này thì bên em đang bán với giá là 350.000 nha anh em. 350k một cái chảo inox như vậy nha. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn nha. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu kéo cắt giải nha. Đó, đây là mẫu kéo cắt giải rất là xịn sò, siêu dài luôn cho anh em mình ha. Đó. Rồi cái mẫu này á, thì để em đo sơ cái chiều dài cho anh em mình luôn đi. Đó, đây. Đây, cái chiều dài tối đa của cái mẫu này là 30cm nha anh em. Đó, khá là dày ha. Đó, để dành cho anh em mình cắt giải, cắt giấy rồi ha. Cắt những cái gì mà anh em có thể cắt được thì anh em cứ cắt thoải mái nha. Đó, rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Rồi, thì cái mẫu này thì bên em đang bán với giá là 190k cây nha anh em. 190k một cái cây kéo như vậy nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em về lại được cho anh chị em mình là một ít cái bình châm nhớt nữa nha anh em. Đó, thì những cái mẫu bình châm nhớt này nó làm rất là hay. Cái này là cái bình của nó được làm bằng kim loại luôn nha anh em. Thì chỉ việc là anh em mở ra. Đó, mình bỏ ra rồi mình bỏ nhớt vô trong đây thôi. Đó, mình bỏ nhớt vô trong đây. Rồi trong cái quá trình mà mình sử dụng những cái máy móc của mình á, cái nào cần châm nhớt á, hoặc là khi mình xài xong mình muốn bảo quản những cái công cụ dụng cụ của mình như kìm kéo rồi, thì mình chỉ việc mình bóp cái là nó xịt nhớt ra thôi. Thì nó rất là tiện lợi. Đó, thì cái này á, là ai cũng biết về cái nhu cầu của nó rồi hén. Có đôi khi mình lười quá thì mình xài xong, ví dụ em xài xong cái kìm, cái kéo em cắt cây xong đi, em để qua bên thì nó vài bữa lần sau em sử dụng nó sẽ bị rỉ sét. Thì khi đó mình sử dụng cái bình châm nhớt này mình châm vô, đó thì nó sẽ bảo quản những cái đồ mình rất là ok. Rồi, cái bình châm nhớt này thì nó cũng khá là xịn sò luôn anh em nha, mà giá nó chỉ có 40k một cái thôi. Đó, bình châm nhớt giá 40k một cái hen. Anh em nào mình quan tâm thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô ấm đun siêu tốc của nội địa Nhật anh em ha, của thương hiệu là Kaizo. Đó, thì cái ấm đun này là 1,5 lít anh em nha. Đó, em sẽ mở sơ bên trong ra cho anh em mình xem luôn. Đó, rồi, đi kèm của nó là dây điện nè. Đó, rất là xịn sò. Rồi, thì cái này á, là nó của thương hiệu là Kaizo. Anh em thấy không ha, nó rất là xịn, nó rất là đẹp và cũng rất là cao cấp luôn nha anh em. Rồi, thì cái này á, là nó là cái bình của nó là 1,5 lít anh em ha. Đây nè, nó khi anh em để vô đây thì nó sẽ là như vậy. Rồi, còn cái nút này là công tắc nè, tắt mở nè, ở đây nè. Nó thiết kế cực kỳ đẹp anh em nha. Đó, cái màu trắng của nó trắng sữa anh em ha, màu trắng sữa rất là đẹp, tình trạng chưa qua sử dụng nha. Rồi, thì trong đây nó inox. Đó,
1 lít rưỡi anh em ha. Inox rất là xịn sò luôn. Rồi ok anh em, thì cái này cái công suất của nó là 1600W anh em nha. Đó, từ một công suất của nó là 1600W, điện là điện 220V luôn nha anh em. Đó, rất là xịn, rất là đẹp luôn. Rồi thì cái ấm đun siêu tốc này thì bên em đang bán với giá là 700k anh em nha. 700k tình trạng mới chưa qua sử dụng luôn. Anh em nào mà đang có nhu cầu mà tìm một cái ấm đun siêu tốc mà cao cấp đó của Nhật thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em luôn nha anh em. Dạ rồi, ở đây nay em mới về lại được cho anh em mình là một cái kiện là ổ điện đúc cao su anh em nha. Cái này là nó gồm 1, 2, 3, 4, 5 cái chui cắm anh em ha. 5 cái chui cắm và nó sử dụng được cái lỗ tròn nè. Nó chui cắm tròn, chui cắm dẹp và ba chui đều xài được hết anh em nha. Và cái này nó chống va đập cho nên là mình để mình đập được hay là để xe cán qua nó cũng không có bị ảnh hưởng gì nha anh em. Cái này lõi đồng rất là xịn sò, rất là chắc chắn luôn. Rồi tình trạng là chưa có qua sử dụng anh em ha. Nó cái ổ điện đúc cao su này thì bên em đang bán với giá là 45k một cái anh em nha. Và cái này em ship một lần là một cặp. Nó ship một lần là một cặp nha anh em. Đó, 45k một cái, một cặp là 90k ha. Rồi anh em nào quan tâm tới cái ổ điện đúc cao su này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái khay inox anh em ha. Đây là cái khay inox để dành cho anh em mình đựng đũa. Cái này là hàng nội địa Nhật anh em nha. Và cái này nó khá là ok. Nó rất là đẹp mà nó cũng rất là bền. Bởi vì cái này nó làm rất là chắc chắn, rất là xịn sò luôn anh em ha. Rồi cái này với cái chiều cao của nó là 17cm và cái đường kính của cái miệng của nó là 9cm. Thì cái này bên em đang bán với giá là 240 anh em nha. 240, một cái khay nóc đựng đũa như vậy nha anh em. 240k, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái, đây là cái quánh anh em ha. Cái này gọi là cái quánh gáo dừa để anh em có thể là múc canh, múc nước uống, múc canh nè. Hay là mình có thể nấu nướng gì cũng được luôn ha. Đó, mình nấu bằng cái này cũng được luôn. Cái này cái miệng của nó là 10cm anh em nha. Chiều sâu của nó là 6cm. Thì cái này nó khoảng là 450ml. Đó. Rồi, máy in Japan cho anh em luôn. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là 250k một cái anh em nha. Nó rất là dày dặn ha. Cái cán của nó làm cũng rất là dày dặn luôn nha anh em. Rồi, cái này nó sử dụng được bếp ga, bếp từ và bếp hồng ngoại luôn anh em ha. Rồi tiếp theo trong cái kiện hàng Nhật đợt này em về được cho anh em mình mấy cái mẫu ly uống nước anh em nha. Đó, ly này là mẫu ly uống nước rất là xịn sò luôn nè. Đó, thì cái ly này mỗi cái nó đều có cái nắp cho anh em mình luôn nha. Anh em mình có thể mở nắp ra để uống ha. Trong đây là nó làm bằng inox anh em nha. Đó, làm bằng inox rất là xịn ha. Và cái ly này nó nhỏ thôi nha anh em, nó khoảng là 180ml nha. Đó, 180ml, ở đây nó có cái nắp đậy luôn nè. Đó, anh em đậy vô mình có thể là mình uống bằng cái khe này cũng được ha, mình đậy lại để đậy kín lại cũng được luôn. Hoặc là có thể mình bỏ cái phần nắp ra để mà mình múc nước mình uống cũng được luôn. Thì cái này có thể dành cho anh em mà uống trà, cà phê, sữa nóng đồ các thể loại nha. Rồi thì cái này thì bên em đang bán với giá là 5 cái nha anh em. Em bán một lần 5 cái là 200k nha anh em. Đó, rất là xịn sò luôn anh em nha. Chưa qua sử dụng luôn ha. Hàng nội địa Nhật chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Rồi ok anh em nào quan tâm tới cái mẫu ly này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, mẫu ly đỏ uống nước set 5 cái là 200k nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái cây bô kẽm công trình, hàng nội địa Nhật cho anh em mình luôn nha. Thì cái cây này dành cho những anh em mình làm công trình, làm thợ rồi xây dựng rồi ha, mình hay sử dụng nó để mình bô những cái kẽm á cho nó nhanh, thao tác công việc rất là nhanh. Nó ví dụ như vậy nè. Đó, cái kẽm công trình khi mình quấn lại rồi thì anh em chỉ cần kéo vậy thôi. Đó là tự động nó siết lại anh em ha. Nó chỉ cần kéo vậy là tự động nó siết lại, nó co rất là hay anh em nha. Đó, thì ý là cái công việc của nó là như vậy. Nó chỉ cần đưa vô, thay vì cái cây kẽm khác phải quấn bằng tay, thì cái này chỉ việc đưa vô giật một cái là bắt đầu là nó tự động nó sắn lại rồi. Thì nó khá là hay. Rồi thì cái cây bo kẽm công trình này á, bên em đo sơ kích thước cho anh em luôn ha. Cái chiều dài của nó là 26cm anh em nha. Chiều dài là 26cm. Thì cái này em bán lần một cặp như vậy anh em nha. Một cặp như vậy là 150k. Đó, một cặp như vậy là 150k. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha anh em. Hai em mới về được lại cho anh chị em mình là một cái lưu máy bào đá hàng nội địa Hàn Quốc anh em ha. Đó, đây thì cái này là máy bào đá của thương hiệu là Hurum anh em nha. Công suất của nó là 500W, điện của nó là từ 220 cho tới 230V. Đó, rồi thì cái máy bào đá này em đưa sơ cho anh em coi ha. Ở bên trong nó có hai cái lưỡi dao anh em nha.
và đi kèm nó người ta cho mình theo một cái là cái thau inox anh em nha, cái thau inox để hứng đá ha. Rồi thì đại khái nó rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ á, em sẽ test thử cái khả năng bào đá cho anh em mình coi luôn. Đó, thì trước tiên thì em cũng ghim vô trong cái nguồn điện cho mình ha. Đó, ghim vô điện luôn. Cái này mình xài được điện là điện 220. Rồi. Rồi chỉ việc mình bỏ đá vô thôi, bên hông nó có công tắc on off anh em ha, anh em bật cái công tắc lên rồi mình bỏ đá vô thôi là mình bào. Đó, rất là nhanh luôn nha anh em. Đó, tích tắc ha, tích tắc một cái viên đá em bào chừng khoảng 3 giây thôi. Đó, rất nhanh anh em ha. Đó thì anh em thấy rồi, khi mà bào cái đá này nè, nó một cái viên đá thì em bào khoảng chừng 2 giây chứ không tới 3 giây nữa. Rồi thì nó đã gần đầy được một cái thau đá inox như vậy rồi nha anh em. Thì nay cái mùa nắng nóng anh em ha, nó mình bào ra được những cái đá bào như vậy, mình có thể uống siro đá bào hoặc là mình bỏ nước ngọt hay là những cái loại nước ép trái cây á, thì mình uống rất là ngon anh em ha. Và cái máy này thì nó rất là tiện lợi anh em nha. Đó, nó khá là tiện lợi luôn, chỉ việc là mình ấn xuống ha. Ở đây á, là cái công tắc on off là như vậy nhưng nó không chạy anh em nha. Mình phải ấn cái viên đá xuống nó mới chạy. Đó, thì cái này á, nó rất là hỗ trợ cho anh chị em mình bào đá số lượng nhiều ha, cũng như là những anh chị em mà mình bán siro đá bào hay là bán nước trái cây gì đó. Đó, thì chỉ việc là mình để luôn cái nguồn điện này, khi mà có khách vô mình bỏ cái viên đá vô. Đó, khi có khách vô bỏ viên đá vô ha, đưa cái thau vô hứng rồi ấn xuống là nó sẽ tự động nó bào ra. Đó, rất là nhanh luôn nha anh em. Rồi với lại cái thiết kế nó bên trong này nó có hai cái lưỡi anh em ha, hai cái lưỡi này thì nó bào khá là nhanh luôn. Rồi mà cái giá của nó thì cực kỳ tuyệt vời luôn nha anh em. Đó, giá của nó thì chỉ có là 750k một cái thôi. Đó, máy bào đá giá 750k một cái nha. Đó, bào rất là nhanh luôn ha anh em. Rồi anh em nào mình quan tâm hoặc mình đang có cái nhu cầu mà mua cái máy bào đá để về uống nước á, thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là cái quặng anh em ha. Cái quặng hay còn gọi là cái phễu á, để anh em mình có thể mình rót những cái dung dịch lỏng vô trong cái bình được ha. Đó thì anh em có thể là mình sử dụng để mình rót xăng, dầu hoặc là thực phẩm cũng được luôn nha. Bởi vì cái này á, là nó làm bằng inox cho nên nó khá là an toàn ha. Và cái này là cái lô này là hàng nội địa Nhật, sản xuất tại Nhật luôn nha anh em. Đó, made in Japan, rất là xịn sò anh em nha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn ha. Rồi, ok, thì cái này bên em đang bán với giá là một cặp là 100k nha anh em. Đó, bán với giá là một cặp là 100k. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em ha. Nó em về được một cái lô. Đó, số lượng nhiều cho nên giá cũng khá là tốt luôn nha. Một cặp là 100k. Đó, cái phễu hoặc là cái quặng bằng inox anh em nha. Đó, rất là xịn sò. Rồi ok, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Ở đây em lên cho anh em là hai cái mẫu máy bắn vít cầm tay sử dụng pin của Ryobi. Đó thì cái này là hàng nội địa Úc nha anh em. Nó hàng là hàng nội địa Úc. Thì cái này hai cái mẫu bắn vít cầm tay này thì cái đầu của nó là đầu vít gài. Đó, cái đầu vít gài ha. Anh em thầy thợ hoặc sử dụng gia đình thì rất là ok. Đó thì cái mẫu bên đây, mẫu bên đây thì nó có đèn trợ sáng, còn bên đây thì nó không có đèn trợ sáng. Nó rồi thì hai cái con này thì nó cũng tương đương với nhau về ngoại hình, nó chỉ khác về mẫu mã thôi. Và trọn bộ của nó, ví dụ như cái này là một máy là một pin 2A một sạc thì giá là 1,8 triệu. Còn cái con bên đây là một máy một pin 2A và một sạc thì giá của nó là 1,9 triệu, nó sẽ trên với nhau 100k. Đó, anh em mà mình quan tâm tới cái mẫu bắn vít cầm tay sử dụng pin. Đó thì đây rất là ok. Ryobi thì là một cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng ở bên châu Âu rồi, nên anh em mình xài thì nó sẽ rất là bền. Rồi, ok anh em ha, con này thì giá 1,8 triệu nè, trọn bộ một máy một pin 2A một sạc, còn con bên đây giá 1,9 triệu. Một máy một pin 2A và một sạc, anh em nào mà mình thích cái con nào thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin cho em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là cái này gọi là cái nồi chiên. Cái này gọi là cái nồi chiên ngập dầu. Ngập dầu nghĩa là sao? Thì anh em bỏ dầu vô. Đó, mình bỏ dầu ngập vô trong đây rồi ha. Mình muốn cái chiên cái gì thì mình bỏ vô trong đây rồi mình bỏ nó vô trong đây vậy nè. Đó, thì nó chiên xong thì mình vớt ra.
Đó, thì cái này là nó có lưới anh em ấy, khi mình vớt ra như vậy thì dầu nó vẫn còn nằm lại ở bên trong cái nồi này. Đó, thì nó sẽ rất là tiện lợi cho cái công việc của mình ha. Ví dụ như anh em làm nội trợ rồi anh em nấu chiên đồ đó, cái gì cũng rất là ok. Mà anh em mình đi cắm trại camping dã ngoại cũng được luôn. Bởi vì cái này á, nó thiết kế là anh em mình thấy ha, nó thiết kế rất là gọn gàng nè. Ở đây thì cái nút bấm nè, anh em có thể bấm lại rồi mình xếp lại luôn. Đó, mình xếp lại thì nó này nó gọn hơn được xíu nè. Đó. Rồi, thì cái này ha, đó em đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn ha. Một cái combo nó gồm hai cái, một cái nồi chiên và một cái này là cái lưới anh em ha. Đó, cái nồi lưới để anh em vớt ra đó. Rồi, thì cái này em sẽ đo trước kích thước anh em nha. Đường kính của nó là 12.5. Đường kính là 12.5. Còn chiều sâu của nó là 11.5. Đó, bằng inox anh em ha. Đó, inox nè. Đó, đây, hàng nội địa Nhật của thương hiệu là Misaki anh em nha. Rồi, ok. Thì cái này giá của nó 190k một cái anh em nha. 190k một cái anh em mua về mà nấu chế biến những cái món chiên á, thì mình bỏ dầu vô trong đây nó cũng ít hao anh em ha. Bởi vì nó thiết kế dạng ống như vậy thì dầu cũng không quá nhiều. Nhưng mà khi mà nó ngập lên rồi mình bỏ cái gì vô đây mình chiên cũng được hết luôn nha. Rồi 190k một cái anh em ha, tình trạng là chưa qua sử dụng của thương hiệu Misaki nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu đèn năng lượng mặt trời rất là xịn sò luôn anh em nha. Và cái đèn này nó rất là đặc biệt ở chỗ là nó có cái ba cái chế độ màu luôn. Tức là ánh sáng trắng vàng nè, ánh sáng trắng và ánh sáng vàng. Đó, ba cái chế độ màu anh em có thể điều chỉnh bằng cái remote này được luôn nha anh em. Và cái thiết kế của cái đèn này rất là xịn sò, rất là nặng anh em ha. Cái khung của nó là khung nhôm nha. Đó, dưới đây nó có cái bát luôn. Và cái này là nó chống nước IP67 luôn anh em ha, để nắng mưa thoải mái luôn nha. Đó, và đi kèm nó là có một cái tấm pin thế hệ mới. Anh em nhìn cái tấm pin là anh em thấy uy tín rồi nha. Nó cái tấm pin rất là to nha. Rồi, bây giờ em sẽ đo trước cái kích thước của cái đèn và tấm pin cho anh em mình luôn. Về phần cái đèn á, thì cái chiều dài của cái đèn là 37cm anh em nha. Rồi, chiều rộng của cái đèn là 26.5cm. Đó, công suất của cái đèn này là 300W anh em ha. Khung của nó là khung nhôm, rất là xịn sò. Nó cầm rất là nặng, rất là chắc tay. Bởi vì ở trong đây hệ pin của nó rất là nhiều. Rồi, đi kèm nó là nó có luôn cho mình là những cái phụ kiện như là pin nè. Rồi, tắc kê nè, những cái con ốc để anh em bắt lên tường nè. Rồi, còn về cái phần tấm pin thì em sẽ đo cái kích thước tấm pin cho anh em luôn. Cái tấm pin rất là to, với chiều dài lên đến là 67cm. Nó tấm pin với cái chiều dài lên đến 67cm. Rồi, chiều rộng của tấm pin này là 44.5cm. Đó, rất là to, em đặt bàn tay vô là anh em thấy ha. Một cái cây đèn 300W thì cái tấm pin phải to mới được ha. Còn anh em mình mua ở ngoài những cái hàng không chính hãng á, thì giờ cái cây đèn nhỏ xíu nó cũng ghi 1-2000W cho anh em mê. Chứ thật ra đó là thông số không đúng nha anh em. Đây mới là thông số thật nha. Rồi, với cái cọng dây này thì dây này nó dài khoảng 5m. Thì cái dây này á, là nó có cái chiều dài anh em có thể là mình để cái đèn, cái tấm pin năng lượng này ở ngoài nắng và mình chèn vô cái đèn này vô trong nhà cũng được ha. Rồi, cái đèn này là nó rất là hay, ở đây nó có cái remote cho mình điều chỉnh nè, em điều chỉnh nè, mở nè. Đó, đây là cái ánh sáng trắng anh em nha. Đó, bởi vì cái hiệu ứng của camera khi em mở lên thì cái camera nó sẽ làm mờ cái đèn lại. Nó cho nên anh em mình thấy vậy, chứ ở ngoài nó rất là sáng anh em, ở ngoài rất sáng nha, tắt nè. Đó, em mở lại nè. Đó, rồi còn về mình đổi màu nè, đây là màu trắng nè. Đó, đây là màu vàng nè, đây là màu trắng vàng nè. Đó, anh em mình thấy ha, nó làm nó quá sáng cho nên khi cái camera em rọi vô á, nó sẽ làm cho cái màn hình camera nó sọc. Em tắt nè, hết liền anh em thấy không, em mở nè. Đó, thấy không, nó làm cho camera nó bị sọc là do cái ánh sáng nó quá sáng anh em nha. Tắt nè, rồi mở nè, chế độ màu nè, nó chỉ màu trắng nè, màu vàng nè, màu trắng vàng nè, ba màu luôn anh em. Rồi, ok, tắt luôn. Đó, thì anh em mình thấy một cây đèn với cái thiết kế nó rất là đẳng cấp, rất là cao cấp, rất là xịn, và cái tấm pin cũng rất là xịn như vậy luôn anh em. Rồi, cái đèn này thì bên em đang bán với giá là 1.750.000, cái này là bảo hành cho anh em 1 năm nha. Rồi, ở đây nó có cái bát này, cái tấm pin này nó có cái bát, thì anh em mình lắp cái bát này vô rồi mình bắt cái tấm pin ha, mình bắt ở đâu tùy thích anh mình nha. Miễn là tấm pin nằm ở ngoài nắng là được, nó chỉ cần một ngày nó sạc khoảng từ 6 tiếng. 6 tiếng thôi, 5-6 tiếng thôi là đã đủ đầy cái đèn này rồi. Đó, đèn rất là hay anh em nha. Rất là nặng, rất là xịn sò luôn nha anh em. Rồi, ok, trọn bộ như vậy. Em báo lại là giá là 1.750.000. Trọn bộ như vậy, em báo lại là giá 1.750.000 nha anh em. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha.
Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên tiếp cho anh em là cái top lưu điện hàng nội địa Nhật anh em nha. Đó, đây là cái top lưu điện hàng nội địa Nhật. Cái này là của thương hiệu là Kawaruma. Đó thì cái top lưu này anh em mình nhìn vô là mình thấy nó gồm là một cái CB tổng nè, 2, 4, 5, 2, 4 và 9 cái CB con. Thì ở bên Nhật người ta sử dụng nó để người ta làm nhà kho, nhà xưởng. Thì ở Việt Nam mình cũng sử dụng để làm nhà kho, nhà xưởng, nhà ở được các thể loại. Thì mình chỉ việc mình ghi chú thôi. Ở bên Nhật á thì người ta ghi chú ví dụ nhà bếp, nhà trước, nhà sau, nhà cổng gì nè. Thì mình cũng vậy luôn, mình lấy tờ giấy ra mình ghi cái chữ của Việt Nam mình vô đây. Ví dụ nhà bếp thì mình mở tắt nó, thí dụ vậy thì tùy mình ha. Cái này á thì em đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn nha. Với cái chiều dài của nó là 50cm anh em ha. Chiều dài là 50cm, chiều rộng nè, chiều rộng là 31cm. Đó, 50cm là chiều dài, chiều rộng là 31cm. Còn em mở ra bên trong cho anh em xem. Thường những cái hàng nội địa Nhật á thì nó rất là bền, bởi vì cái chất lượng cũng như là cái tiêu chuẩn của nó, độ an toàn rất là cao nha anh em. Cho nên là cái giá trị nó rất là cao. Đó, cái này là nó sử dụng được điện 3 pha luôn nha anh em. Đó, khi về Việt Nam mình có thể mình bỏ bớt một cộng ra để mình xài 2 pha cũng được luôn nha. Trở thành xài điện 1 pha chứ. Rồi, ok anh em, thì cái này á là gồm một cái CB tổng và 9 cái CB con. Thì cái này bên em đang bán với giá là 1.400.000 anh em nha. 1.400.000 anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Rồi, để em note lại luôn cho anh em đi. Cái này là mã số C1. Đó, mã số C1 đi. Mã số C1 là 1.400.000. Rồi, 1.400.000 anh em ha. Mã số C1, 1.400.000 anh em nói đúng mã giùm em nha. Rồi, tiếp theo ở đây em lên cho anh em một cái mẫu túp lưu điện hàng nội địa Nhật nữa nha anh em. Cái này á, cái này thì khá là đẹp luôn anh em. Cái này là của thương hiệu là Nagai Energin. Đó, cái này là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật anh em nha. Và cái này á là nó rất là nhiều cái CB con để cho anh em mình có thể sử dụng nha. Nó gồm là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cái CB con. Đó, và một cái CB tổng 16 cái CB con. Rất là xịn, rất là đẹp luôn anh em. Cái này thì em đo sơ cái kích thước cho anh em. Cái con này thì nó rất là VIP. Rồi, chiều dài của cái này là 61cm anh em nha. Chiều dài là 61cm. Rồi, về cái chiều sâu của nó nè. Chiều rộng của nó là 33cm. 61 x 33. Thì rất là nhiều cái CB con. Thì anh em mình xài được rất là nhiều cái công việc anh em nha. Đó, rồi em mở thử ra cho anh em coi luôn. Đó, đây. Bấm nè. Bên trong thì anh em thấy nó còn rất là đẹp luôn nè anh em. Đó, bên trong thì còn khá là đẹp ha. Thường cái đồ của Nhật thì độ an toàn cũng như cái chất lượng của nó rất là cao. Cho nên cái thiết bị điện của Nhật thì hầu như ở Việt Nam mình ai cũng thích hết á. Và cái này nó cũng xài được điện 3 pha anh em nha. Xài được điện 3 pha. Nó mình về xài một pha thì mình bỏ một cọng dây ra thôi. Rồi, thì cái này là gồm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cái CB con anh em nha. Một cái CB tổng và 16 cái CB con. Tình trạng của nó thì cũng còn rất là đẹp luôn nè, y như là em quay anh em nha. Đó. Rồi, ok anh em, cái này thì nó rất là VIP, giá bên em đang bán với giá là 1.900.000 nha anh em. Rồi, cái này là mã C2. Đó, C2 1.900.000 anh em nha. Đó, anh em mình quan tâm tới cái nào thì vui lòng gọi điện cho em ha. Những cái này ở Việt Nam nếu như anh em mua đồ Trung Quốc không á thì nó cũng hết 1.000.000 mấy rồi. Đó, đồ Trung Quốc không là cũng đã trên 1.300.000, 1.400.000 rồi. Thì cái này đồ Nhật mà giá 1.900.000 thì giá cực kỳ tốt nha. Anh em quan tâm thì inbox giúp em luôn nha. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu đồng hồ đo điện của thương hiệu là Kabushi Japan anh em nha. Thì cái mẫu đồng hồ đo điện này nó cũng khá là hay và nó cũng có những cái chức năng rất là quan trọng, như là anh em mà mình đo dòng điện ha. Mình đo dòng điện như là mình đo volt rồi nó coi điện mình nó có bị yếu hay không ha. Hoặc là mình có thể mình đo được những cái thông mạch nè, nó coi dây điện, cái đường dây của mình nó có bị đứt hay không. Hoặc là mình có thể mình đo được những cái thiết bị của mình nó có bị hư hay không. Nó đại khái nó rất là nhiều cái chức năng trong một cái đồng hồ đo điện bình thường anh em nha. Rồi, thì cái này á
Ở đây nè, nó có cho mình là cái chế độ đèn pin luôn anh em, chỉ việc mình bỏ pin tiểu vô là mình xài thôi. Còn cái này ở đây á, thì mình chỉ việc mình mở ra, mình mở ra thì để cho nó đứng chứ. Đó, mình để cho nó đứng xuống để mình coi cũng được luôn anh em ha, hoặc là mình di chuyển đi cũng khá là ok. Thì ở đây nó đi kèm nó có cho mình cái cọng dây âm dương. Nó cọng dây âm dương để mà mình đo ha. Rồi thì cái này thì những anh em mà làm điện rồi thì chắc sẽ rất là rành về cái này rồi. Và đi kèm của nó là nó có cái pin tiểu cho mình để mà mình có thể mình sử dụng cái đồng hồ này nha anh em. Rồi thì cái đồng hồ này á, em sẽ đo sơ cái kích thước cho anh em mình hình dung cho dễ nha. Rồi cái này chiều dài của cái đồng hồ này là nó khoảng là 20 cm. Đó, chiều dài khoảng 19.5. Chiều rộng của nó khoảng 9.5 cm. Rồi thì cái đồng hồ này trọn bộ của nó là như vậy. Nó có cái dây đo điện âm dương ha. Với lại cái đồng hồ này tình trạng chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Rồi giá của nó là 490k ha. 490k một cái đồng hồ đo điện của thương hiệu là Kabushi Japan. Thì anh em mình quan tâm thì inbox cho em nha. Rồi nếu như anh em nào mà đang cần tìm một cái cưa tay, nó cưa gỗ cầm tay, thì ở đây em mới về được cho anh em mình là một cái cưa gỗ cầm tay rất là xịn sò của thương hiệu là Kabushi Japan. Đó thì cái này á, đi kèm nó là nó có cho mình luôn là một cái hộp để mình đựng cái cưa vô trong đây nè. Đó, rất là hay, rất là tiện lợi anh em nha. Rồi thì xài chỉ việc rút cái này ra thôi. Và cái lưỡi cưa này á, là lưỡi cưa đôi. Rồi em sẽ đo sơ cái tổng chiều dài từ cái cán cho tới cái mũi của nó là 48 cm anh em ha. Đó, 48 cm. Còn về cái phần lưỡi không, riêng cái lưỡi không của nó là khoảng 35 cm. Đó. Rồi thì cái này á, cái cưa của nó có hai bảng anh em ha, bảng trên và bảng dưới nè. Đó thì cái này anh em có thể cưa bình thường, còn cái này anh em có thể cưa ngược lại cái phần trên luôn. Khá là hay nha. Tình trạng thì chưa có qua sử dụng luôn nha anh em. Rồi cái cưa này thì bên em đang bán với giá là 150k anh em nha. Đó, 150k. Anh em nào quan tâm thì inbox cho em nha. Rồi ở đây em lên cho anh em là một cái giá đỡ điện thoại trên ô tô hàng siêu VIP anh em nha. Đó, cái này là một trong những cái dòng mà giá đỡ điện thoại trên xe ô tô xịn nhất hiện tại luôn. Đó, em xài rất là nhiều cái rồi, chỉ có cái này là em yên tâm nhất, mà em ưng ý nhất, mà xài bền nhất thôi. Thì tất cả những cái chi tiết của nó anh em thấy ha, nó đều làm bằng hợp kim và kim loại cho nên nó rất là xịn sò. Nó chỉ có cái phần hít này á, là nó làm bằng nhựa hỗn hợp thôi. Thì cái này khi anh em để lên cái gương của cái xe ô tô, cái phần kiến trước của xe ô tô, anh em để vô, anh em gài cái khóa này lại là nó sẽ hít anh em nha. Và nó hít cái lực rất là mạnh, nó hít lực siêu mạnh luôn. Cái này là cái công nghệ của những cái người mà người ta làm cửa kính á, người ta hay làm những cái miếng cường lực để người ta hít cái kính á. Nó thì đây, nó đây là cái nút on off nè. Nó anh em chỉnh qua đây on off là nó sẽ hít hoặc là nó xả ra nha anh em. Còn về cái phần này thì ở đây nó có hai cái trục, ở đây là bằng kim loại luôn anh em. Nó đây nó có hai cái trục, anh em chỉ việc mình xả ra để mà mình điều chỉnh theo cái ý muốn của mình, là cái điện thoại khi mà mình lắp vô mình muốn nó quay như thế nào đó, quay ngang, quay dọc, quay xéo gì đó thì mình điều chỉnh cái này. Và phía trên đây có thêm cho mình một cái trục nữa, cái trục này để điều chỉnh luôn. Đó, hai trục này là nó sẽ hỗ trợ đầy đủ cho mình luôn ha. Còn anh em muốn lắp điện thoại vô thì ở đây có cái nút bấm nè, bóp này vô. Đó, thì thả điện thoại ra là tự động nó thu lại. Thì cái này nó rất là chắc chắn ha, không bao giờ gây ra tiếng động lạ trên xe ô tô luôn. Còn những cái mẫu mà giá đỡ điện thoại bình thường khác thì nó hay bị rè, nó rất là khó chịu anh em nha. Đó, cái này thì cực kỳ xịn sò luôn, bên em đang bán với giá là 370k anh em ha. Cái này á, khi mà anh em lắp cái điện thoại vô, đó, ví dụ em lắp thử cho anh em xem nha. Đó, thí dụ anh em khi mà anh em lắp thử vô thì nó, đó, đây. Đó, khi anh em lắp thử vô thì anh em muốn quay đi đâu thì quay đi đó cho anh em nha. Đó, quay qua phải, qua trái, đi lên, đi xuống gì đó, tùy anh em ha. Đó, bình thường thì mình chỉ việc mình lắp vậy thôi. Đó, khá là ok luôn nha anh em. Cứng ngắc luôn á, khi mà mình lắp xong mình khóa lại thì cái trục nó rất là cứng. Cho nên là nó sẽ rất là hay, nó không có bị di chuyển hay là bị khó chịu gì khi mà mình lái xe hết á. Rồi, ok, còn muốn mở ra thì ở đây cũng cái nút này mình bóp mạnh vô, mình gỡ cái điện thoại ra thôi. Rồi ok anh em, giá đỡ điện thoại trên ô tô loại này thì bên em đang bán với giá là 370k nha anh em. Rất là xịn sò nha. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu đồng hồ Uplee hàng nội địa Nhật anh em nha. Cái này là của thương hiệu là Master. Đó, cái này thì nó sản xuất tại Nhật luôn anh em ha. Đó, Made in Japan. Rồi thì mình nhìn vô là mình thấy bên trong của nó có một cái quả lắc nó chạy nè. Chạy qua chạy lại thì mẫu đồng hồ Uplee này là nó sử dụng pin nha anh em. Rồi thì cái này em cũng sẽ mở ra cho anh em mình xem bên trong ha. Cái máy bên trong nó hoạt động cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Rồi mở phía sau, quay lại phía sau cho anh em xem ha.
đó, một cái quả lắc nó di chuyển rất là đều đặn ha. Giờ này nó sử dụng một cái viên pin trung anh em. Rồi cái đồng hồ này thì được sản xuất tại Nhật, úp ly cũng còn nguyên vẹn, rất là đẹp anh em. Và cái đồng hồ úp ly này với cái kích thước chiều cao là 28cm ha. Cái phần chân này của nó là 20cm và cái mặt đồng hồ của nó là đường kính là 11cm. Thì cái đồng hồ này thì bên em đang bán với giá là 2.200.000 nha anh em. Đó, anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi thì ở đây em sẽ lên cho anh em là hai cái bình này. Đó, cái bình này thì em bán cặp luôn nha anh em. Bán một cặp luôn nha. Đó, rất là đẹp luôn nè anh em. Rồi thì cái cặp bình này anh em thấy ha, nó làm bằng cái này được làm bằng gan anh em nha. Đó, được làm bằng gan. Rất là nặng ha. Hai cái bình này được làm bằng gan, làm bằng kim loại nha anh em. Đó. Hai cái phía sau nó đều giống nhau ha, nó chỉ khác màu thôi, con chim nè. Đó, còn phía trước là cái hoa này có vẻ nó giống hoa biển ngạn nha anh em. Rồi thì cái này á thì em cũng sẽ đo kích thước cho anh em luôn, bởi vì á những cái hàng Nhật mà khi mà nó về được một cặp nó rất là hiếm, cho nên là em sẽ bán một cặp, em không có bán lẻ nha anh em. Rồi thì cái chiều cao, chiều cao của nó là 28cm. Chiều cao là 28cm. Còn cái phần miệng của nó là 9cm anh em nha. Còn cái phần bầu mà cái đường kính to nhất của nó là khoảng là 18cm. Đó, còn về cái phần chân của nó là khoảng 10cm. Rồi hai cái này á, nó rất là đẹp, nó chỉ khác màu thôi nha anh em. Nó khác màu thôi ha, thiết kế thì y như nhau. Rồi thì anh em biết rồi ha, bằng kim loại. Nó bằng kim loại, bằng gan, cho nên là nó rất là nặng và nó sẽ rất là bền theo thời gian nha anh em. Rồi thì một cái cặp này. Đó, cái cặp này rất là đẹp cho anh em mình sưu tầm ha. Rồi cặp này thì em để cho anh em với giá là 4 triệu nha anh em. Đó, cặp này để cho anh em với giá là 4 triệu nha. Rồi anh em nào mà mình đang có nhu cầu, mình tìm hoặc là mình đang thích thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Cái này để trên tủ cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Rồi cặp này là 4 triệu anh em nha. Dạ rồi, bữa giờ hot cái vụ mà ông Thái Công ổng bán cái cây gẹp nước đá 8 triệu nha anh em. Nó thì bữa anh em về một cái cây kẹp nước đá. Kẹp nước đá này, kẹp thịt, gấp thịt BBQ rồi anh em nha. Đó, thép không rỉ, cực kỳ đẹp, cực kỳ sang chảnh luôn nha anh em. Đó, cái này là hàng nội địa Nhật nha. Rất là đẹp, rất là xịn luôn. Cái lô này cũng rất là hiếm anh em nha. Đó, ở đây nó có cho mình là một cái đồ là đồ khui bia nè anh em. Nó cái đồ này là anh em có thể khui bia được luôn nha. Khui bia, khui nước ngọt được luôn. Còn cái cây này là anh em có thể kẹp nước đá nè, kẹp thịt nè, BBQ mình nướng nè. Nó thép không rỉ rất là đẹp luôn nha anh em. Cái này em đo cái kích thước cho anh em mình luôn nha. Đó, cái này chiều dài của nó ha. Chiều dài của nó là 31.5cm, gần 32cm anh em nha. Đó, rất là đẹp luôn nè. Rồi, ok anh em nha. Nó mình anh em nào mà nhậu nhiều, uống bia nhiều, nướng thịt nhiều thì mua những cái mẫu này. Cái cây này thì bên em đang bán với giá là 190k một cây thôi. Nó rất là đẹp ha anh em, cao cấp hơn cả cái cây của ông Thái Công nữa đó nha. Rồi, nếu như mà anh em mà mình mua cái cây cây gấp nước đá này thì cũng đừng bỏ qua cái xô này luôn. Đó, đây, đây là cái xô đựng đá. Đó, đây là một cái xô đựng đá của thương hiệu là Willing. Đó, Willing này là của thương hiệu là của Đức nha anh em. Rồi thì cái xô này á là nó là dung tích của nó là 3 lít anh em nha. Đó, đây nè. Một cái xô rất là đẹp luôn anh em nha. Đó, nó có cái quay sách ở đây luôn bằng inox anh em ha. Đó, thì cái này á là ở bên trong cái lồng bên trong nó rất là dày như vậy thì bởi vì nó giữ nhiệt anh em, khi anh em bỏ nước đá vô thì nó sẽ rất là lâu tan. Đó, đây là cái nắp của nó nè. Đó, em mở ra luôn cho anh em mình xem nha. Đó, mình đậy lại thôi. Đó, thì bỏ nước đá vô cũng khá là ok. Rồi, xách đi. Đó, nhìn rất là sang chảnh nha anh em. Đó. Rồi thì xô đựng nước đá này á, xô đựng nước đá inox này thì bên em đang bán với giá là 550 nha anh em. Đó, 550 nha. Rồi, anh em nào mà mình có nhu cầu thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em luôn nha anh em. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ ba kìm của Nhật nha. Đó, đây là một cái bộ ba cái kìm của Nhật, nó rất là xịn, nó gồm là một cái cây kìm mỏ nhọn nè.
Đó, rồi một cái cây kìm cắt ha, kìm này là kìm cắt nha anh em. Và một cái cây kìm mỏ băng. Đó, ba cái cây này là đủ cho anh em thầy thợ làm luôn ha, hoặc sử dụng gia đình thì quá là ngon nha. Rồi tình trạng là chưa xài luôn nha anh em. Đó, cái này là hàng nội địa Nhật và tình trạng là chưa xài luôn nha. Rồi bộ ba cây này là 480k nha anh em. 480k nha, rất là xịn nha anh em. Anh em nhìn nè, mình nhìn cái kết cấu của nó ha. Mình nhìn cái kết cấu, cái mà thiết kế của nó là mình nhìn là mình đã thấy rất là cao cấp rồi. Rồi 480k. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái vòi rửa tay, rửa chén anh em nha. Đó, hàng nội địa Nhật rất là xịn sò luôn nè. Đó, đây, đây là cái đầu tiên đây. Thì anh cho anh em coi cái này là của thương hiệu là Panasonic anh em nha. Đó, thương hiệu là Panasonic, hàng nội địa Nhật. Nó có cho mình hai cái cọng dây. Đó là một cái cọng nóng và một cái cọng lạnh anh em nha. Đó, một nóng và một lạnh nè. Nó cũng như ở đây, nó có cái nút này để cho anh em mình biết là xài nước nóng hoặc nước lạnh luôn, đều ok. Còn nếu như anh em mà mình xài nước lạnh không thì mình câu cả hai cái nguồn nước lạnh vô trong cái hai cọng dây này cũng được luôn. Rồi thì cái này anh em thấy ha, nó rất là đẹp nha, tình trạng là rất là đẹp luôn. Chỉ có khi là nó về nó không có cái hộp thì nhìn nó như vậy thôi, chứ hầu như là chưa có qua sử dụng anh em nha. Đó, nó về nó không có cái hộp. Và cái này nó làm bằng hợp kim, cũng này cũng thép không rỉ anh em nha. Đó, anh em nhìn những cái chi tiết nó là mình thấy ha, rất là chất lượng luôn. Rồi thì cái này em đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn nha anh em. Rồi cái này chiều dài anh em thấy, cái chiều dài của nó từ cái phần thân cho tới cái phần mũi của cái vòi á là nó khoảng là 30 cm anh em nha. Còn cái chiều dài của cái phần này á thì nó khoảng là 12 cm. Đó, thì anh em mình thấy phù hợp với nhu cầu mình thì mình mua nha. Cái này giá của nó là 1 triệu nha anh em. Đó, tại Nhật cũng rất là đắt tiền nha anh em. Đó, giá 1 triệu nha. Rồi, rất là xịn sò. Rồi, thương hiệu Panasonic giá 1 triệu. Rồi, tiếp theo thì em lên cho anh em một cái rất là đẳng cấp nữa. Cái này là hàng này là của Toto. Đó, Toto anh em nha. Đó, Made in Japan luôn. Cái này á, thì tại Nhật hoặc là tại châu Âu người ta vẫn rất là chuộng cái dòng Toto này. Toto là một cái thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Rồi thì cái này nó cũng có là hai dây anh em ha, hai dây, một dây nóng và một dây lạnh anh em nha. Đó, ở đây thì nó cũng có biểu tượng nóng lạnh để trong cái quá trình mình sử dụng mình cho tiện lợi anh em nha. Rồi cái này thì cũng là thép không rỉ luôn, rất là đẹp, rất là xịn sò. Nói chung là những cái đồ mà của Nhật mà nó chạm nước đó, là người ta đều làm là thép không rỉ không à. Rồi thì cái kích thước của này cũng giống như kia luôn ha, chiều dài là 30 anh em ha, 30 cm nè. Rồi còn chiều cao từ cái phần này lên là 12. Đó, rồi thì đại khái ha, rất là đẹp, tình trạng chưa qua sử dụng ha, rất là hiếm nha anh em. Nó của Toto, nội địa Nhật, sản xuất tại Nhật luôn. Rồi ok, cái cây này thì bên em đang bán với giá là 1 triệu rưỡi nha anh em. 1 triệu rưỡi nha, nó khách hàng người ta mua rồi là người ta đều mua nữa thôi. Với lại anh em mà đã xài được đồ của Toto rồi là anh em sẽ không bao giờ thích xài những cái hãng khác, khẳng định với anh em luôn. Rất là đẳng cấp. Rồi giá 1 triệu rưỡi nha anh em, nào quan tâm thì inbox giúp em luôn nha. Dạ rồi, ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy vắt nước cam rất là to luôn anh em ha. Đó, cái này là của thương hiệu là Liebenland. Cái này là một cái thương hiệu của Đức nha anh em. Rồi thì cái mẫu ép nước cam này nó rất là hay. Anh em chỉ việc mình bỏ cam vô trong đây thôi. Đó, mình bỏ cam vô trong đây. Rồi mình có trên đây có cái cần này, mình gập xuống, mình đè xuống. Thì cái này nó sẽ kết hợp, nó quay, nó xoay. Đó, nó xoay thì nó ra nước ở phần này. Đó, thì những cái phần này thì anh em có thể dễ dàng tháo rời ra nha anh em. Đó, mình có thể dễ dàng tháo rời ra để mình vệ sinh, mình rửa nha. Đó, thì cái này nó rất là to, rất là khỏe anh em ha. Đó, mình đè nó sẽ không có đau tay như những cái mà bình thường khác. Rồi, thì cái này á, cái công suất của nó là lên đến 600W anh em ha. Điện là điện 220, công suất 600W. Cái bình này nó chứa được khoảng 400ml nước cam nha anh em. Đó, rồi cái này em đo sơ kích thước cho anh em mình dễ hình dung nha. Từ ở dưới phần chân lên đây là khoảng 30.5 cm. Đó, còn về cái phần đường kính của nó thì tầm khoảng là 20 cm. Đó, những cái phần này dễ dàng tháo rời ra, rất là tiện lợi cho anh em mình vệ sinh nhé. Rồi thì cái máy ép nước cam này thì bên em đang bán với giá là 990k anh em ha. Đó, máy ép nước cam của Đức nha, 990k. Rồi anh em nào quan tâm thì inbox giúp em luôn nha anh em. Hôm nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái tủ. Cái này là cái tủ hàng châu Âu anh em ha. Cái này là người ta thiết kế theo phong cách của châu Âu để xuất khẩu qua bên châu Âu. Đó, thì cái tủ này á là nó gọi là cái tủ trang điểm anh em nha. Đó, cái tủ này là tủ trang điểm nè, tủ để đồ nè.
các thể loại luôn. Nó nói chung là mình về mình cứ trưng bày ở trong nhà mình chỗ nào phù hợp là được thôi. Thì anh em mình nhìn vô là mình thấy nó có rất là nhiều cái ngăn kéo anh em ha, rất là nhiều cái ngăn kéo luôn. Rồi thì bây giờ ở đây em sẽ quay chi tiết qua cho anh em mình xem thử ha. Trước tiên á, mình nhìn vô là mình thấy ha, nó là cái mặt của nó là mặt ván anh em ha, ván gỗ nha, rất là đẹp. Cái này là người ta làm theo cái tiêu chuẩn cũng như cái phong cách của châu Âu á, cho nên là nó rất là thô, rất là mộc và nó cũng rất là đẹp luôn. Cái màu cũng vậy. Thường những cái chất liệu mà làm cho những cái bộ tủ mà xuất khẩu qua châu Âu á thì phần lớn là đều là những cái chất liệu của châu Âu người ta đưa qua. Đó, rồi thì cái này nè, em mở ra cái ngăn đầu tiên cho anh em mình coi ha. Đó, đây là cái ngăn đầu tiên, nó cũng tương đối nó mỏng thôi. Đó, ở đây nó có đóng một cái thương hiệu anh em ha. Rất là đẹp ha. Rồi, còn cái ngăn bên đây á, thì cái ngăn bên đây nè, có thể để cho mấy chị em mà để nữ trang ha. Đó, mình để nữ trang đồ, các thể loại ha. Đó, còn những cái hộc dưới đây thì nó chỉ là những cái hộc đơn thuần thôi. Mình có thể mình bỏ những cái đồ dùng, vật dụng cần thiết vô đây. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, rồi. Còn những cái mà tay nắm của nó thì anh em ha, những cái chi tiết nó làm cái kiểu như giả cổ rất là đẹp nha. Đây thì chỉ rồi. Đó, còn dưới đây nó có một cái ngăn rất là to. Đó, cái ngăn lớn cực kỳ to ha. Nói chung là mình cứ đựng những cái gì phù hợp là được. Rồi thì em sẽ báo cái kích thước của cái tủ này cho anh em mình luôn ha. Rồi, cái kích thước á thì về cái chiều dài. Đó, chiều dài của cái tủ này thì em sẽ đo sơ qua cho anh em luôn. Chiều dài là 1m52 anh em nha. Chiều dài là 1m52. Rồi, chiều cao. Tiếp theo em đo chiều cao. Chiều cao của nó là 1m28 anh em ha. Chiều cao là 1m28. Rồi, chiều sâu. Em sẽ đo chiều sâu của cái mặt ván này luôn. Rồi, chiều sâu của nó là khoảng là 53.5. 53.5 anh em nha. Rồi thì thiết kế rất là đẹp theo tiêu chuẩn cũng như là phong cách của châu Âu. Hàng này là hàng xuất khẩu ở Việt Nam mình, nó gia công cho châu Âu và làm dư thì nó sẽ có dư ra cho mình vài bộ. Thì đây, nó giá cực kỳ tốt luôn anh em ha, giá là 8 triệu nha anh em. Cái tủ này qua tới bên Mỹ của ảnh thì giá nó khoảng là gần 30 triệu. Đó, ở đây thì giá chỉ có 8 triệu thôi. Giá cực kỳ tốt cho anh em mình ha. Rồi thì anh em có thể mua trưng bày các thể loại luôn ha. Mình để cái gì lên nó cũng đẹp hết. Cái này để cái bình hay là cái chậu hoa hay là một cái tấm tranh. Đó, bất kể một cái gì cũng rất là đẹp. Em lấy thử cái bình to to em để lên. Đó, em lấy thử cái em bỏ lên cho anh em xem thử nha. Đó, cái này chỉ cần mình để lên trên thôi. Đó, em để cái bình lên thôi là mình sẽ thấy rất là đẹp luôn nha. Đó, chỉ đơn giản là cái bình thôi là nó cũng đã khá là đẹp rồi. Đó, rồi ok anh em, thì cái này bên em đang bán với giá là 8 triệu nha anh em. Số lượng thì cũng có hạn thôi, qua đợt qua mẫu là hết hàng. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó rồi, ở đây nay em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô dây sạc đa năng. Đó, cái này là dây sạc đa năng 3 chui của Nhật nha nè. Rất là xịn sò ha. Một cái đầu của nó là đầu USB nè. Đó, rồi ở đây nó ra cho mình 3 cái chui để mình sạc điện thoại ha. Thì ở đây á, là nó ra được cái đầu Lightning nè. Anh em có thể sạc iPhone bằng cái đầu này nha. Đó, Lightning nè. Rồi, cái này là micro nè. Đó, còn này là Type-C nè. Đó, Type-C nè ha. Rồi, micro nè. Đó, đầy đủ ha. Đó, ba cái đầu này là nó hầu như là nó đầy đủ cho mình để mình có thể mình sạc được nhiều cái thiết bị luôn nha anh em. Đó, điện thoại rồi các thể loại ha. Và cái nguồn điện vào của nó thì anh em cắm vô cái cổng USB là ok. Đó, khi mình ghim vô điện anh em ha, nó mình ghim vô cái chui USB vô trong cái adapter á thì ở đây. Đó, ở đây nó ra ba chui cho mình nè. Đó, và ở đây nó có cái đèn nè. Nó có cái đèn báo cho mình luôn ha. Đó, cái đèn báo rất là đẹp anh em nha. Rồi, cái này thì giá cực kỳ tốt cho anh em luôn ha. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá là chỉ có là 70k một cộng thôi. 70k một cộng nha anh em. Đó, dây sạc đa năng 3 chui 70k. Đó, màu đen. Đó, nó có báo đèn đầy đủ luôn nha anh em. Đó, nó có báo đèn đầy đủ cho mình luôn ha. Anh em nào mình quan tâm thì mình cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nhé. Đó, cái này là 70k thôi anh em. Đó, rồi ok. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái hộp dẫn vít đa năng.
Đó, một cái hộp dạng vít đa năng này á, nó dành cho anh em mà sửa chữa những cái thiết bị điện, những con ốc vít đồ mà nhỏ rồi anh em nha. Đó thì trong đây nó rất là nhiều cái chi tiết, ở trong đây anh em mình nhìn vô mình thấy cái hộp này nó có rất là nhiều cái mũi anh em ha. Từ cái mũi vít dẹp nè, vít ba ke nè, lục giáp bi nè, lục giáp bông nè, rồi thậm chí những cái con ốc dạng nhỏ nữa nè. Đó, ốc nhỏ xíu luôn anh em nha. Thì cái này nó dành cho mình sửa chữa những cái linh kiện rồi những cái chi tiết nhỏ thôi. Đi kèm nó là nó có cho mình một cái bộ như vậy luôn. Đó, đây. Ở đây nè anh em, mình xài cái mũi nào thì mình lắp vô trong cái cây này rồi mình xài thôi anh em ha. Đó, rồi đây nó có những cái phụ kiện lặt vặt cho anh em nè. Đó, những cái cây kẹp nhỏ nè, để dành cho, tại vì mình làm những cái linh kiện nhỏ thì cần những cái cây kẹp nhỏ này để kẹp ha. Nói chung nó cũng khá là hay, thì những cái bộ như vậy thì gia đình nào cũng cần anh em nha. Đó, rồi còn đây thì nó có những cái linh kiện. Đây là những cái mũi của nó nè. Wow, trời mũi luôn anh em thấy không. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 10 x 10 là 100 mũi anh em thấy không. Wow, trời, nằm ở trong một cái hộp này rất là gọn ha. Rồi thì mặt sau của nó là những cái thanh này để anh em gắn vô anh em xài thôi. Khá là nhiều, full một cái hộp đầy đủ như vậy cho anh em luôn. Giá 150k nha anh em. 150k nha. Đó, một cái hộp mũi vít. Đó, mũi vít đa năng dành sửa những cái linh kiện nhỏ anh em nha. Đó, thì anh em đặt hàng thì cứ nói là cái hộp mũi vít đa năng sửa những cái linh kiện nhỏ, thì bên em lên đơn cho anh em nha. Giá 150 cái bộ này thôi. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên tiếp cho anh em là một cái hộp này anh em ha. Cái hộp này á, là một cái hộp đồ nghề, dạng như là cái hộp đồ nghề sử dụng gia đình lặt vặt thôi. Đó, rồi thì cái hộp này á, trong đây nó có những cái phụ kiện như vậy. Đó, một cái cây dao rọc giấy anh em ha. Dao rọc giấy này thì mình mua thêm cái lưỡi mình bỏ vô đây mình xài thôi, cho thêm nó cho có đầy đủ. Rồi một cái cờ lê mỏ lết. Cái mỏ lết này thì anh em có thể dặn được mấy con ốc ha, lớn nhỏ khác nhau nha. Đó, rồi một cái kềm này vừa kẹp vừa cắt đồ này ha. Rồi một cái búa. Đó, một cái búa nha. Cái này thì những anh chị nào cũng cần ha, nói gia đình nào cũng cần, nếu như mình chưa có thì mình mua bộ này để cũng được, giá rất là rẻ thôi anh em. Rồi một cái cây vít thử điện nè. Đó, rồi một cái cả băng keo ở đây cũng cho luôn, băng keo quấn dây điện anh em ha. Rồi một cái bộ lục giác nha anh em. Rồi còn đây là bộ vít nè, một cái cây vít dẹp, một cái vít ba ke với một cái cây ba ke nhỏ. Nó thì trọn bộ nó anh em thấy nó như hình nè. Đó, nó có luôn cái cây thước này cho mình, háng thước này là đo được 2m nha anh em. Đó, rồi ok, trọn bộ như vậy mà chỉ có là 150 thôi. Nó trọn bộ về chỉ có 150 thôi. Anh em mà mình quan tâm tới cái hộp đồ nghề thì cứ vui lòng gọi điện cho em ha. Nói với em là đặt hàng thì cứ nói là cái hộp đồ nghề. Đó, kềm, mỏ lết, búa. Đó, trong cái hộp màu xanh là bên em lên đơn cho anh em nha. Rồi ok, hộp đồ nghề này thì bên em bán cũng giá là 150 thôi. Nó 150k hộp thôi, giá rất là rẻ anh em nha. Rồi anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Cái lô đèn LED. Đây là đèn pha công trình của Toshiba nha anh em. Đó thì thật ra nói tiếng pha công trình thì mình có thể sử dụng cho công trình nhà xưởng hoặc là sân vườn hoặc là gia đình cũng được, bởi vì cái độ chiếu xa của nó rất là xa, rất là sáng nha. Thì cái đèn này á thì anh em mình nhìn vô là trước tiên là mình thấy tổng quan ha, hai cái này nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi, còn về công suất và kích thước thì như nhau, nói chung mã. Rồi anh em mình nhìn vô là mình thấy những cái chip LED của nó nha anh em. Đó, những cái chip LED của nó là rất là xịn sò luôn nha. Rồi hai con này thì chung cái công suất là 106W nha anh em. 106W và sử dụng được cái nguồn điện là điện AutoVolt luôn, tức là điện từ 100 cho tới là 240V luôn. Đó, tức là ở Việt Nam mình cặm điện của mình vô mình xài rất là ok luôn. Ở bên Nhật cặm điện Nhật cũng xài rất ok luôn. Rồi đi theo nó là mọi cái nó có một cái tờ giấy hướng dẫn, nhưng mà tiếng Nhật không anh em ơi. Đó, Toshiba của Nhật nha. Rồi thì tờ giấy hướng dẫn này cũng không cần xem cũng được, bởi vì cái này á là bóng đèn, chỉ việc đấu điện vô là xài thôi. Rồi thì em sẽ quay sơ cái tổng quan cái ngoại hình của cái cây này cho anh em mình coi nha. Ở dưới đây nó, ở dưới cái phần chân nó có một cái bát nha anh em. Cái bát này để anh em bắt vô tường nè, hoặc là mình bắt vô trong cái gì đó mình kê lên ha. Đó, nó có ba cái lỗ nè. Anh em nhìn vô cái sắt của nó là anh em thấy rất là dày dặn nha. Rồi còn bên đây là cái thông số của cái đèn này. Đó là sử dụng điện 100, 200, 242V, xài thoải mái luôn nha. Công suất là 106W nha.
Rồi, ok, còn về mặt phía sau của nó thì siêu siêu xịn. Đó, cái cây đèn này là nó nặng là tới 5 ký mấy nha anh em. Đó, cây đèn này thì nó nặng tới 5 ký mấy lận cho nên nó rất là xịn. Rồi thì ở đây em cũng sẽ test sơ cái ánh sáng cho anh em mình đi. Ở đây em đấu sẵn cái cọng dây điện rồi. Thì em cũng test sơ cái ánh sáng cho anh em mình để anh em mình hình dung được cái độ sáng của nó cho anh em mình dễ lựa nha. Rồi, ở đây thì em chỉ việc là em ghim vào điện thôi. Em ghim vào điện 100 cũng được. Đó, rất sáng nha nè, chói mắt luôn, trời ơi. Đó, đây. Đó, em rọi về cho anh em dễ coi nè. Cái ánh sáng của nó là ánh sáng trắng vàng nha anh em. Ánh sáng trắng vàng siêu sáng nha. Rồi, cái đèn này thì làm đèn pha công trình, đèn nhà xưởng hay là đèn sân vườn gì đó. Em không quay rõ vô trong điện thoại được luôn á, nó chói lắm. Em nhìn là không được luôn á, rất là sáng nha anh em. Rồi thì bây giờ em sẽ mở thử cái bóng đèn này ở trong tối cho anh chị em mình coi ha. Nó anh em mình nhìn vô là mình thấy nó tối thui luôn nha. Rồi bây giờ em mở thử nè. Đó, siêu sáng luôn nha anh em. Đó nè. Đó, em mở thử nó sáng nguyên một cái vùng luôn anh em ha. Nó sáng nguyên cái vùng cả ngàn mét vuông, hơn 1000 mét vuông luôn nha anh em. Đó, anh em mình nhìn ha. Đây nè, đứng xa ra cho anh em xem nè. Đó, rất sáng nha. Đó, nè, em tắt thử cho anh em coi nè. Tắt nè. Đó, anh em thấy tối thui không? Rồi, nè, em mở nè. Đó, siêu sáng. Đó, anh em thấy ha. Nó một cây đèn. Nó một cái cây đèn pha. Một cây đèn pha LED của Toshiba. Hàng nội địa Nhật, công suất là 106W. Nhưng mà cái ánh sáng của nó rất là mạnh anh em nha. Đây nè. Đó, cho anh em coi cái ánh sáng của nó nha. Ánh sáng siêu mạnh luôn nha anh em. Đó. Rồi, chống nước ha. Chống nước IP66 ha. Chống nước để ngoài trời, sân vườn thoải mái luôn nha anh em. Đó, cái này là khoảng là 1000 mấy 2000 mét vuông anh em nha. Đó, em pha từ đầu tới cuối luôn, cách 7-80 mét thì cũng còn thấy luôn nha anh em. Đó. Rồi thì đại khái em nói là cái đèn này á, thì bên em bán hai cái mẫu này nó đồng giá với nhau là 1,7 triệu. Nó chỉ khác về màu thôi. Ví dụ cái này là màu đen nè, còn cái kia là màu trắng thôi. Còn ánh sáng là ánh sáng trắng vàng cho nên là cái độ chiếu xa của nó rất là cao. Để em rút điện ra, chói quá. Ui. Rồi, ok anh em ha. Anh em mà mình đang có nhu cầu mà tìm một cái đèn Toshiba, đó, một cái đèn pha ngon lành, thì cái đèn này thì nó lựa chọn rất là hoàn hảo nha. Cái này thì bây giờ em cũng đo sơ cái kích thước cho anh em mình để anh em mình biết coi nó có phù hợp không nha. Rồi, trước tiên thì cái chiều ngang của nó là 305. Chiều cao của nó là 320. Nó 305 nhân 320 nha anh em. Còn về cái độ dày của nó nè, độ dày của nó, phần dày tối đa của nó là tới 9cm luôn. Đó, độ dày của nó là tới 9cm luôn. Có cái bát cho mình ha, để mình treo lên ha. Rồi, hai con này thì y như nhau. Kích thước cũng như nhau, chung mã. Chỉ khác là về cái màu thôi. Cái con bên đây á, con bên đây là màu trắng nè, trắng đen. Còn con bên đây là màu đen. Rồi, ok, giá 1,7 triệu nha anh em. Rồi, tiếp theo thì em lên tiếp cho anh em một cái đèn tàu biển nữa. Đây, đây là cái đèn này là người ta sử dụng ở trên tàu biển, người ta làm mấy cái lối đi á anh em. Thì anh em biết rồi hen, tàu biển á là cái mục tiêu của nó là rất là, cái tiêu chuẩn của nó đó rất là nghiêm ngặt. Bởi vì á, ở ngoài biển thì anh em biết rồi, cái biển, cái nước muối á, nó ăn những cái vật thể, tức là sắt kim loại rồi nó mòn rất là nhiều. Cho nên là cái đèn tàu biển này nó làm rất là dày dặn luôn. Ở ngoài là một lớp kính nè, kính này như kính cường lực ha. Đó, rồi còn bên trong là nó build cho mình một cái lớp kim loại này, rất là dày luôn nè. Siêu nặng nha anh em, cây đèn này là nó nặng 2 ký mấy nha. Đó, cây đèn này là nó nặng 2 ký mấy, nó rất là nặng. Rồi thì cái đèn này á, em cũng cặm điện em test cho anh em mình luôn. Thì nó cũng là auto volt nha anh em, từ 100 cho tới là 240 luôn. Đó, thì bây giờ em cũng test điện sơ cho anh em mình để anh em mình coi được cái ánh sáng của nó nha.
Rồi. Đó, cái này là ánh sáng trắng nha anh em. Ánh sáng trắng ha. Đó, rất là ok, rất là xịn nha. Rồi, nó tại em quay vô trong cái cam mình thấy chớp chớp nè, em quay ra đây cho anh em thấy ánh sáng nó yếu hơn xíu thì nó không có bị chớp nè. Còn gần quá là cái nó làm cho cái camera mình bị giật á, chứ ánh sáng nó thì rất là ok. Rồi, cái con này á thì để em cho anh em xem thử luôn. Cái con này thì cái công suất của nó là 12W nha anh em. Đây nè, đó nó ghi nè, từ 100 cho tới 200V nè. Đó, công suất là 12W nè. Công suất thật cho nên nó rất là sáng, với lại là cái này nó làm kim loại rất là dày, bảo vệ cực kỳ tốt luôn. Hai bên nó có cái bát nè anh em. Hai bên nó có hai cái bát để anh em treo lên tường, hành lang, lối đi hoặc sân vườn gì đó nha. Cái này thì khá là xịn luôn. Rồi, cái con này thì bên em đang bán với giá là 800k nha anh em. Đó, đèn tàu biển này là giá 800k nha. Rồi, ok, nó nặng là tới 2 ký mấy lận, 2 ký 7 hay nhiêu. Rồi, ok anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái cây khoan đục anh em nhé. Đó, đây, đây là một cái cây khoan đục. Đó, nó là đục bê tông và khoan luôn ha, ba chức năng anh em nhé. Rồi, thì những cái mẫu này thì dành cho anh em mà hay làm điện nè, sửa chữa máy lạnh nè, hoặc sử dụng gia đình cũng được. Thì cái này nó rất là tiện lợi. Nó là chuyên đục bê tông cho nên là nó khoan vô tường rất là nhanh anh em ha. Và nó sử dụng cái đầu của nó là đầu gài. Đó, cái này là cái khóa nè, anh em đè vô khóa thôi. Rồi, cái này thì em cho anh em coi luôn. Cái này là cái điện là điện 220, công suất là 1050W anh em nha. Đó, dòng tua của nó là 900 dòng trên phút ha. Rồi, thì 1050W là anh em thấy rồi ha, khá là ổn nha, khá là mạnh. Rồi, nó có cái tay cầm như vậy luôn, anh em cầm hai tay bởi vì nó cũng khá là to. Đó, mình cầm nó đục anh em nha. Đó, ví dụ mình đưa xuống đây nè. Đó, đục đùng 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 đùng, nó thì nó sẽ khoan lũng bê tông rất là nhanh. Rồi, thì đi kèm nó là nó cũng có cho mình luôn đầy đủ những phụ kiện như là cái cử thước nè. Cử thước này anh em gắn vô trong đây. Đó, mình bóp này vô, mình gắn vô. Mình gắn cái cử thước này vô trong đây để khi mình khoan á là mình đo được cái chiều sâu của cái mũi khoan. Ví dụ mình muốn nó khoan lũng bao nhiêu thôi thì gắn cái cử này vô, khoan tới đây nó đứng lại. Rồi, thì nó cũng khá là hay nha anh em. Rồi, đi kèm nó là ha, người ta cho mình luôn mà nguyên một cái bộ combo. Đó, nguyên một cái bộ là mũi anh em nha. Đó, đây nè. Đây là những cái mũi nè, em mở ra cho anh em coi luôn nè. Đó, mũi nhọn anh em nha. Đó, đây là mũi khoan tường nè, mũi 10 ly nè. Đó. Rồi, tiếp theo là mũi dẹp nè. Đó, mũi này đục phá nè. Rồi, tiếp theo một cái nữa là cái mũi này là mũi 8 ly nè, mũi khoan tường 8 ly. Đó. Rồi, tiếp theo một cái nữa là cái mũi khoan tường này là 6 ly. Rồi, rất là thông dụng anh em nha. Nguyên một cái bộ combo này luôn thì bên em đang bán với giá là 990k anh em ha. Tình trạng của nó là chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, còn đây anh em chỉnh chế độ nè. Ví dụ như là mình muốn là nó xài vừa búa hay vừa khoan lũng hay là khoan tường gì đó. Nó các thể loại nha. Full hợp như vậy luôn cho mình. Rồi, giá của nó là 990k. Anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái phin cà phê rất là xịn sò. Nó của thương hiệu là Bialetti. Thì cái thương hiệu này là của Italia nha anh em. Nó rất là xịn sò nha. Cho anh em coi sơ qua ha. Đó, coi một dòng nè. Đó, đây. Đây là của thương hiệu là Bialetti. Rất là đẹp luôn nha anh em. Tình trạng thì mới chưa có qua sử dụng nha. Đó, cái này thì đây, sản xuất là tại Italia luôn nha anh em. Đó, sản xuất là tại Italia luôn ha, từ năm 1933 là đã có thương hiệu này rồi nha anh em. Rồi, thì cái này nó hoạt động như thế nào thì em sẽ giới thiệu luôn cho anh em mình. Trước tiên cái kết cấu thì anh em thấy hang này người ta làm là bằng nhôm nguyên khối anh em nha. Đó, nhôm nguyên khối người ta CNC á. Đó, nhôm nguyên khối chạy CNC ra anh em ha. Đó, rồi đây nè. Đó, tất cả là đều nhôm nguyên khối hết nha anh em. Rồi, thì nhôm thì anh em biết rồi, khi sử dụng thì anh em sẽ sử dụng được là bếp bếp hồng ngoại nè và bếp ga, còn không có xài được bếp từ nha, bởi vì nó không có hết 500 cho nên không xài được bếp từ. Rồi, thì cái này dành cho những anh em mà đi camping cắm trại dã ngoại hay là mình thích sử dụng mà những cái cà phê dạng nấu á,
thì sử dụng cái này rất là ok. Thì cái nguyên tắc hoạt động như thế nào thì em sẽ giới thiệu luôn cho anh em như vậy. Cái cách sử dụng như vậy, đầu tiên anh em mua về, anh em chỉ việc anh em dặn cái này ra. Anh em bỏ nước vô trong cái ngăn này, là cái ngăn ở dưới chân, ngăn cuối cùng. Rồi bắt đầu là anh em bỏ cái cà phê bột đã xay sẵn, cà phê xay sẵn rồi anh em bỏ vô trong đây. Đó, rồi anh em để vô trong đây. Rồi bắt đầu là anh em dặn lại. Rồi, như vậy là xong. Anh em chỉ việc để lên bếp ga. Nó để lên bếp ga hoặc là bếp hồng ngoại cho nó đun khoảng là 2-3 phút gì đó nó sôi. Thì cái nguyên tắc nó đun sôi ở dưới đây thì cái hơi sẽ bốc lên trên. Thì cái hơi khi bốc lên trên sẽ đụng cà phê và nó lên trên luôn. Đó, rất là hay anh em nha. Rồi thì nó sẽ lên trên đây. Nó cà phê khi mà đã nấu xong thì nó lên trên đây, mình chỉ việc rót ra mình uống thôi. Đó, và cái này là hàng của Italia anh em nha, rất là xịn sò luôn. Đi kèm nó là nó có luôn cho mình là một cái bịch cà phê luôn anh em nha. Nó một cái bịch cà phê luôn. Nó cái cà phê này nè, nó Borosta ha anh em. Đó, cà phê Borosta ha. Cà phê này thì xuất xứ ở Việt Nam nha anh em ha, mà làm theo cái công nghệ Ý nha anh em. Rồi thì nói chung nó cũng rất là hay. Nó rồi thì trọn bộ như vậy á thì bên em đang bán với giá là 999 ngàn. Đó, 999 ngàn anh em ha, là đại khái là gần như 1 triệu anh em nha. Tình trạng thì mới chưa qua sử dụng anh em ha. Cái này á là hàng nhập Italia, nó rất là xịn sò. Nó cái này là cũng thanh lý thôi mới có giá này ha anh em. Đó, chứ cái này lúc trước anh em mà vô những cái store anh em mua á, nó là phải cả 2 triệu một bộ anh em ha, mà mua cũng không được nữa. Rồi còn bây giờ á thì người ta thanh lý số lượng vài chục cái, anh em thích thì lấy giúp em nha. Rồi 1 triệu một cái anh em ha, tình trạng mới chưa qua sử dụng ở đây, còn cái miếng giấy em chưa gỡ ra luôn nha anh em. Rồi nó nhôm nguyên khối anh em ha, rất xịn sò. Công nghệ của Italia. Đó, sản xuất tại Italia luôn. Đó, quá là xịn anh em ơi. Rồi, ok anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Dạ rồi, em mới về được cho anh chị em mình là một cái lô là bình giữ nhiệt. Rất là đẹp, rất là cao cấp như vậy luôn nha anh em. Rồi thì anh em mình nhìn vô thấy cái thiết kế của nó nhìn giống như một cái chai nước anh em ha. Đó, nó khá là cao nha. Rồi thì cái này á là nó giữ nhiệt nóng được 12 giờ và giữ lạnh được là 15 giờ. Và dung tích của cái bình này là 1 lít mốt. Đó, khá là đẹp anh em ha. Rồi, người ta làm thiết kế nè. Đó, cái chân nó nhỏ, cái đầu nó cũng nhỏ cho nên nó giữ nhiệt rất là cao. Rồi thì cái này em cũng mở thử bên trong ra cho anh em mình coi thử luôn. Rồi thì cái này chỉ việc mình dặn nắp này ra thôi. Ở đây nó có cái phần giữ lại ha, thì mình sẽ không có bị lạc cái nắp ha. Rồi ở trong đây thì anh em thấy ha, nó inox ha, làm bằng inox 316 luôn, rất là an toàn cho sức khỏe nha. Rồi rất là cao cấp luôn, thiết kế cực kỳ đẹp ha. Rồi cái này em đo sơ kích thước cho anh em mình luôn nha. Kích thước thì chiều cao của nó là 31 cm anh em ha. Chiều cao 31 cm, còn về cái phần chân của nó thì rộng khoảng 9 cm anh em nha. Đó, phần chân thì rộng khoảng 9 cm, chiều cao thì 31, chân thì rộng 9 cm. Rồi, thiết kế cái nắp của nó có cái ron này anh em. Nó cái nắp có cái ron này cho nên nó giữ nhiệt cũng khá là lâu anh em ha. Mười mấy tiếng là đủ cho mình là ăn uống hoặc đi đâu đó, đi du lịch cũng khá là ok. Anh em có thể là mình bỏ trong tủ lạnh cũng được. Cái này thì nó nhỏ này, mình có thể để bên hông cái ngăn tủ lạnh cũng được, hoặc để trên xe ô tô cũng rất là ok nha. Rồi và đi kèm nó thì trong cái lô đợt này về nó có luôn cho mình là một cái túi anh em ha. Cái túi như vậy nè. Đó, để khi mà anh em mình có thể mang đi tập thể dục, hay là đi tập thể dục đạp xe, hay là tập thể dục gì đó anh em, hay chơi thể thao gì đó, mình có thể mang đi như vậy được luôn nha. Rồi ok anh em, thì cái bình này thì bên em đang bán với giá là 400k nha anh em. Đó, cái bình này thì bên em đang bán với giá là 400k, tình trạng mới chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó, dung tích 1 lít mốt ha, inox 316, rất an toàn cho sức khỏe nha. Rồi giá 400k, anh em nào quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái nồi cơm điện anh em ha. Đó, cái nồi cơm điện này là của thương hiệu là Toshiba nha. Rồi thì cái nồi cơm này em sẽ mở thử cho anh em xem luôn. Đó, tình trạng nó là mới full thùng anh em ha. Đó, tình trạng là mới full thùng nha. Toshiba. Đó, nồi cơm điện của Toshiba.
hàng chính hãng mới full thùng anh em ha. Rồi thì cái nồi cơm này á thì ở đây nó có những cái phím tắt mở nè. Rồi, nấu, giữ nóng, hẹn giờ, thời gian. Đó, các thể loại cho anh em mình ha. Rồi thì cái nồi cơm này á, bên trong của nó, cái lồng của nó nè. Cái nồi này là 1 lít 8 nha anh em. Đó, cái nồi này tương đối rất là to, 1 lít 8 anh em ha. Đó, đây, cái lồng 1 lít 8 nè. Đó, tình trạng mới chưa qua sử dụng ha. Không có gì mà anh em lăn tăn luôn á. Đó, rồi, ok. Đi kèm nó có cho mình cái này nữa. Cái này chắc là cái đồ hấp anh em ha. Đó, khi anh em muốn hấp cái gì thì mình đặt cái này vô, rồi mình bỏ cái, thí dụ cái chén để hấp chân mắm hay gì đó thì anh em bỏ vô cũng được nha. Rồi, dây điện nè. Rồi, cái đồ bới cơm luôn. Đó, khá là ok anh em ha. Đó, thì cái này tình trạng của nó mới 100% nha, chưa qua sử dụng luôn. Cái này là hàng chính hãng và sản xuất tại Thái Lan nha anh em. Nó nói chung nó rất là chất lượng, công suất của nó là 800W ha. Đó, công suất 800W, 1 lít 8 Toshiba, hàng chính hãng, Nhật Bản, sản xuất tại Thái Lan. Rồi, ok. Thì cái này á, thì cái nồi này thì bên em đang bán với giá là 2 triệu rưỡi nha anh em. Đó, 2 triệu rưỡi một cái nồi như vậy. Rồi, thì anh em nào mình quan tâm tới cái nồi cơm của Toshiba này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Đó, cái nồi này thì 1 lít 8 thì gia đình 4-5 người ăn, 6 người ăn, ok nha. Đó, rồi, anh em nào quan tâm tới cái mẫu nồi cơm Toshiba này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em giới thiệu đến anh chị em là một cái sản phẩm rất là hay nữa. Đây là cái tựa linh công thái học. Đó, anh em mình nhìn vô là mình thấy rồi ha. Cái này anh em có thể để trên những cái ghế thẳng luôn. Đó, hoặc là mình để trên những cái mặt phẳng giống như vậy rồi mình ngồi lên cũng được luôn. Mà mình có thể để trên những cái ghế dựa khác cũng được, để thêm vô cũng được luôn. Thì cái này á, là nó thiết kế là công thái học, là một trong những cái công nghệ mà là trị đau lưng anh em nha. Đó, những cái công nghệ mà trị đau lưng, vật lý trị liệu rất là hay. Bởi vì cái xương sống của mình á, khi mình ngồi vô anh em thấy không? Cái xương sống mình, đây là cái phần mông mình nè, đây là phần xương sống nè. Nó phải là cố định lại như vậy. Thì khi mà anh em mình ngồi ghế văn phòng, mình ngồi lâu, hoặc là những cô chú bác lớn tuổi, hoặc là thậm chí những cái em bé học sinh đồ đó, đi học đồ đó, cũng cần phải ngồi đúng tư thế để mà mai mốt cái xương của mình về sau nó sẽ không có bị đau, bị nhức mỏi hay là bị thoát vị đĩa đệm ở những cái vùng đốt sống ở chỗ này. Đó, bởi vì khi mà mình ngồi không có cái này thì cái lưng mình nó sẽ gập, nó gập rất là nhiều, nó bị trật đi, nó trật cái vị trí của nó đi nha anh em. Cho nên người ta sản xuất ra cái này. Đó, sản xuất ra một cái là cái tựa lưng công thái học như vậy để anh em để vô, anh em ngồi vô mình có thể tựa dựa ra phía sau luôn. Nó rất là cứng nha anh em. Đó, mình có thể dựa thoải mái ra phía sau luôn, nó cũng rất là cứng, rất là êm ha, đỡ mỏi lưng. Ngồi lâu rồi ha, những chị em làm văn phòng rồi ngồi lâu rồi mình lót lên cũng khá là ok. Rồi, cái này thì bên em đang bán với giá 200k một cái thôi. Đó, cái này chỉ có 200k một cái thôi. Hiện tại cái này thì em còn cái màu xám và màu xanh. Nó cái màu nào cũng đẹp và rất là sạch. Rồi, thì anh em mà quan tâm thì inbox giúp em ha. 200k một cái nha anh em. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy thổi lá cầm tay. Thổi lá phản lực sử dụng pin của Ryobi. Nó Ryobi bản này là bản nhập Mỹ nha anh em. Nhập Mỹ 40V nha. Rồi thì cái này nó rất là mạnh, ở đây nó có cái nút turbo nữa nè, để anh em thổi siêu mạnh. Thì anh em nào mà mình có sân vườn, đó, mình có sân vườn, mình trồng cây cảnh hay là mình sân vườn dọn dẹp những nơi bụi bặm nhiều á, thì anh em sử dụng cái này khá là ok nha. Thì cái này nó rất là mạnh. Đó, đi kèm nó trọn bộ là gồm một máy nè, một pin 4A và một sạc. Đó, 40V luôn nha anh em, rất mạnh nha. Em thổi qua bên kia cho anh em coi ha. Đó, bên đây qua bên cái đó là khoảng là 5m, em thổi thử nha. Rồi nè, em bấm nút turbo nữa nè anh em. Đó. Rớt cái thùng luôn. Đó. Rồi, nói chung nó rất mạnh anh em nha. Rồi, ok, thì cái này thổi lá phản lực của Ryobi 40V bản nhập Mỹ, trọn bộ một máy, một pin, một sạc, thì bên em đang bán với giá là 4 triệu nha anh em. 4 triệu nha. Rồi, anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha.
Thì ở đây thì em lên cho anh em là một cái mẫu thước này là thường anh em sẽ đo cái chiều dài nó rất là dài. Ví dụ là 50m được, thường anh em đo đất được ha. Thì mình chỉ việc mình cắm cái này xuống đất thôi. Rồi, cái đầu này kéo đi. Đó, mở cái này ra. Đây, đó, rồi lại anh em kéo đi ha. Đó, đây nè. Đó, anh em thấy không? Thước rất là sắc nét ha. Và cái lá thước này nó làm bằng kim loại luôn nha anh em. Cho nên nó sẽ rất là bền, nó không có bị mục như là bằng nhựa. Rồi, ok, thì cái cây thước cắm đất này thì bên em đang bán với giá là 250 nha anh em. Đó, 250 một cái cây thước cắm đất 50m như vậy nha, tình trạng chưa qua sử dụng nha. Anh em nào mà mình có nhu cầu mình đo cái chiều dài dài á thì mình mua cái thước này rất là ok nha anh em. Đó rồi, trong cái kiện hàng Nhật đợt này về em về được cho anh em là một số cái bộ sạc nhanh ha. Đó, cái này là sạc nhanh của điện thoại là iPhone nha anh em. Đó, đây. Thì nó gồm là cho anh em mình là một cái củ sạc nhanh ha, với lại một cái cáp. Đó, cáp này thì là cáp Lightning của iPhone. Đó, thì cái này là cái công suất của nó là 20W anh em ha. Đó, cái công suất của nó là chuẩn 20W ha, cho nên nó sạc rất là nhanh nha anh em. Đó, cái thời gian sạc thì nó chỉ có một nửa của những cái sạc chậm thôi. Đó, nó rất là nhanh và rất là xịn, và cái này là chưa có qua sử dụng luôn. Đó, một bộ như vậy là 90k nha anh em. Đó, một bộ như vậy là 90k bộ sạc nhanh của iPhone ha. Đó nè, đầu Lightning nè. Rồi còn cái cốc của nó là cốc TC. Rất là xịn sò nha. Rồi, dành cho điện thoại iPhone. Rồi, 90k một bộ như vậy nha anh em. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Đó, cái này hãng bán là khoảng 200-300 ngàn một bộ á. Rồi, ok anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên tiếp cho anh em là cái kiến nha anh em. Đây là cái kiến trắng gọng đen nha. Đó, đây là cái kiến trắng gọng đen. Đó, rất là xịn sò. Thì cái kiến này dành cho những anh em nè. Đó, dành cho những anh em mà thợ thầy mà sử dụng nó để làm cơ khí, để tránh dân bụi bẩn vô mắt hoặc là đi xe ngoài đường á. Đó, mình đeo vô cũng rất là ok luôn anh em. Đó, bởi vì cái này nó kiến trắng cho nên là nó bảo vệ mắt mình rất là ok. Đó, rồi thì chống bụi bẩn rồi thì rất là tuyệt vời nha. Cái kiến này thì giá của nó là 60.000 nha anh em. 60k một cái nha. Còn ở đây em có cái kiến trắng này, kiến trắng gọng trắng luôn nè. Cái này thì 50k. Đó, anh em thích cái nào thì lấy giùm em nha. Đây, em lên cho anh chị em là một cái ghế sofa đôi. Nó đôi là nó gồm hai ghế và nó có khả năng chỉnh điện luôn nha anh em. Đó, rất là đẹp ha. Cái này là hàng xuất khẩu anh em nha. Đó, cái này là hàng Việt Nam xuất khẩu qua bên Mỹ ha. Đó, cái lô này thì xuất dư nha. Số lượng thì có vài chục bộ ha. Rồi thì cái này anh chị em mình nhìn vô là mình thấy cái độ hầm hố của nó rất là lớn. Rồi em vô ngồi thử cho anh em mình coi luôn. Đó, khi mà ngồi anh em thấy mình rất là nhỏ so với cái ghế này luôn nha anh em. Đó, rất là nhỏ bé so với cái ghế này luôn nha. Rồi, đó thì cái này nè. Anh em coi ha, cái mặt này nó làm bằng da nhân tạo, rất là đẹp nha. Đó, cái da cái màu xám này cực kỳ sang. Thì thường những cái mẫu này á là do ở bên Mỹ họ đưa cái vật liệu về cho Việt Nam mình làm, cho nên nó rất là chất lượng. Rồi thì cái này á là ghế chỉnh điện, cho nên là bên em là ghim vô trong ổ điện anh em ha. Phía sau nó nè, ở phía sau nó có cái cọng dây, nó mình chỉ cần ghim vô điện thôi và điện nó auto volt luôn từ 100 cho tới 220, cho nên là điện Nhật, điện Mỹ hay là điện Việt Nam đều xài được hết luôn nha. Và cả hai bên ghế thì nó đều có cái phần chỉnh điện. Một cái chui là chui USB để anh em cắm có thể sạc điện thoại trong cái lúc mà mình ngồi thư giãn luôn. Rồi, và hai cái nút này là hai cái nút chỉnh điện anh em nha. Đó, đây em chỉnh điện thử cho anh em coi nè. Đó, đây, trước tiên là em chỉnh điện cái phần tựa lưng anh em ha. Nè, cho tựa ngã ra phía sau nè. Đó. Đây. Rất là xịn sò anh em nha. Đó, đây là ngã ra trước, ngã ra sau nè. Rồi, còn cái này là cho. Đó. Nè, anh em thấy không? Đó, em cho nó nằm ra luôn nè. Đó, nằm thoải mái ra luôn anh em ha. Thì cái tư thế nằm như vậy mình rất là thoải mái. Mình cực kỳ là mình thư giãn ha. Và cũng như cái phần đầu này nè, mình có thể gối lên, gối xuống được luôn ha. Tất cả điều chỉnh bằng điện hết nha anh em. Đó, tất cả là em điều chỉnh bằng điện hết, cho nên là nó rất là xịn sò anh em ha. Đó, rồi, đó, em một cái nè. Đó, rồi em thu vô nè. Đó, chỉ vì em bấm nút thôi là tự động nó sẽ thu về và nó khép cái phần chân lại luôn anh em nha. Tất cả đều bằng điện cho nên là nó rất là tiện lợi. Anh em chỉ việc mình ngồi mình bấm thôi và nó đúng cái tư thế mình cảm thấy thoải mái nhất là mình tắt thôi. Đó,
rất là hay nha. Rồi thì bây giờ á, cái này nè em sẽ mở ra lại hết và em đo cái kích thước cho anh em mình luôn, để anh em mình ha, mình nắm được cái thông tin của cái ghế này. Thì hai cái này á, nó em mở thẳng ra hết như vậy luôn, tư thế này là mình có thể nằm ngủ thư giãn luôn nha anh em. Rồi trước tiên nè, là em sẽ đo cho anh em trước là cái chiều dài của cả hai cái ghế này đi. Rồi chiều dài từ bên đây, rồi từ bên đây qua tới bên đây là khoảng 1m94 là gần 2m anh em nha. Đó, chiều dài là gần 2m ha. Còn trước tiên là chiều cao của cái phần ghế ngồi. Đó, cái chiều cao của cái phần ghế thẳng đứng mình ngồi ha, là khoảng là 50 anh em nha. Nó từ dưới đất lên 50 nè. Rồi cái phần tựa lưng, rồi cái phần tựa lưng anh em nha, tựa lưng của nó là khoảng 1m08 1m07. Đó, tựa lưng là 1m07. Rồi còn chiều ngang lọt lòng, lọt lòng ở trong cái phần ghế ngồi, chiều cái này là chiều sâu ha, cái này là chiều sâu vô là khoảng 55, rất là rộng anh em ha, rộng thì mình ngồi rất là thoải mái. Còn cái phần phần lọt lòng, lọt lòng của cái chỗ ngồi nè, nó lọt lòng của nó là khoảng 60 anh em nha. Những anh em mập hay là ốm gì đó cũng đều ngồi được luôn nha. Ở bên đây mình nó có cái phần để tay, cái phần để tay này thì anh em có một cái ngăn giống trong xe ô tô anh em ha. Đó, cái phần để tay này á, nó có một cái ngăn anh em có thể để được những cái đồ dùng vật liệu dụng gia đình ha, như là điện thoại, sách viết rồi đó ha. Rồi còn ở đây nó có cho mình một cái nữa là khi anh em mở ra, nó có cho mình cái ngăn này á, là hai để được hai cái cốc nước anh em nha. Nó như cốc trà sữa vậy đó. Rồi, y chang trên xe ô tô luôn, mà những cái mẫu xe ô tô mà dạng VIP mình mới có những cái ghế này. Đẩy vô, đẩy ra, rất là xịn ha. Cả hai bên nó đều có cái nút chỉnh điện anh em nha. Đó, ghế nào cũng có cái nút chỉnh điện để anh em chỉnh điện riêng. Rồi em bấm chỉnh điện cái phần ghế này cho anh em luôn. Đó, rất xịn sò anh em nha, cực kỳ xịn sò luôn nha. Đó, khi em nghiêng hết ra như vậy là cái tư thế này là tư thế nằm nghỉ ngơi. Thậm chí những cái mẫu ghế này thì nó cũng phù hợp cho anh chị mà mình làm spa, mình làm nail rồi ha, cũng rất ok luôn. Mà nằm nghỉ ngơi gia đình cũng rất là ok luôn, cực kỳ tiện lợi anh em nha. Rồi em sẽ bấm lên cho nó, cho nó đứng lên cho anh em mình luôn. Đó, đó, đó. Khá là ok, rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, cực kỳ hầm hố luôn. Mà quan trọng là cái giá của nó kìa, cũng rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Đó, giá thanh lý của hãng là chỉ có 5 triệu rưỡi thôi anh em ha. Cái này á, là giá thanh lý tại xưởng anh em nha. Giá 5 triệu rưỡi là rất rẻ luôn rồi nha. Đó, chỉnh điện, có chui USB cho anh em sạc điện thoại luôn. Tất cả đều chỉnh điện hết. Ở đây nó có một cái ngăn nè. Nó em mở lên cho anh em coi, một cái ngăn dưới đây là một cái đựng cốc nước nè. Đó, ngồi lên cực kỳ thoải mái anh em nha. Rồi ok, giá 5 triệu rưỡi, tình trạng là mới 100% full thùng cho anh em luôn nha. Anh em nào mình quan tâm tới cái mẫu ghế này, nó mẫu ghế sofa chỉnh điện mà ghế đôi này, thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi ở đây em lên cho anh em là một cái Victole phun sơn nha anh em. Đó, đây là Victole phun sơn hàng nội địa Nhật, rất là xịn cho anh em mình luôn nha. Rồi thì đại khái cái Victole này á, là nó sử dụng cái bình của nó là 400cc. Thì anh em mua về chỉ việc là mình bỏ nước sơn vô đây thôi, mình pha ra rồi mình xài thôi. Cái đầu của nó là đầu 1.5 nha anh em. Nó cái bét của nó là 1.5 cho nên nó phun ra cũng tương đối rất là mịn nha. Rồi thì cái này á, thì ở đây nó có chỉnh nè, chỉnh gió và chỉnh lượng sơn ha. Rồi còn cái này là cái van hơi anh em cắm vô máy nén khí anh em sử dụng nha. Rồi thì cái này bên em đang bán với giá là 350k nha anh em. Nó Victole phun sơn này là 350k. Rồi anh em nào quan tâm mẫu Victole này thì vui lòng inbox hoặc điện thoại qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bình giữ nhiệt rất là cao cấp anh em ha. Nó của Đức nha. Rồi thì cái bình giữ nhiệt này á, là cái dung tích của nó là 1.6 lít. Dung tích 1.6 lít, anh em mình nhìn vô là mình đã thấy rồi, nó cực kỳ chất lượng luôn nha anh em. Đó, cái này thì nó giữ được nóng lạnh luôn nè. Và mình nhìn nè, mình nhìn cái thiết kế của nó là mình đã thấy rồi ha, rất là chất lượng luôn nè. Đó, cái này là giữ nóng và lạnh luôn nha anh em. Rồi thì cái
cái bình giữ nhiệt này ở phía trên nó có cái tay xách nè anh em, có thể mình xách ngang cũng được ha, hoặc là mình để đứng cũng được. Nó rất là nhiều cái kiểu để cho mình nha. Và cái này á thì em mở bên trong cho anh em. Đó, anh em thấy ha, cái ngăn nó có cái này thì nó giữ nóng rất là cao, rất là lâu. Rồi, đó, trong đây nó có luôn cái quai xách cho mình luôn nha anh em. Rồi, ở đây, inox 304, rất xịn sò, rất cao cấp anh em ha. Đó, rồi thì cái bình này á, cái dung tích của nó là 1.6L nha anh em. Dung tích của nó là 1.6L ha, rất là cao cấp ha, rất là xịn luôn nha anh em. Rồi thì cái bình giữ nhiệt này thì bên em đang bán với giá là 690k nha anh em. 690k ha. Cái này là của Đức nha anh em. Rất là xịn, rất là cao cấp. Với lại em đo sơ cái kích thước cho anh em mình luôn nè. Đó, chiều dài của nó ha, chiều dài của nó là khoảng là 29 cm nha anh em. Chiều dài là 29 cm. Còn về cái phần đường kính, đường kính của nó là khoảng là 11 cm. 29 × 11 nha anh em. Rồi, rất cao cấp, rất đẹp luôn nha anh em. Những anh em khó tính thì nhận cái này cũng sẽ thấy rất là đã luôn nha. Rồi, 690k nha anh em. Anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Đó, bình giữ nhiệt của Đức 1.6L, 690 nha anh em. Tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bàn xếp gọn anh em nha, để cho anh em đi camping cắm trại dã ngoại gì đó mà mình sử dụng ha. Thì cái này đi kèm nó có cái túi vải luôn cho mình, có thể là mình bỏ trong túi vải để mà mình mang vác đi cũng rất là tiện lợi anh em nha. Rồi cái bàn này thì anh em cũng rất là dễ dàng, chỉ việc là mình mở ra thôi. Đó, mình chỉ việc mình mở cái khung ra nè, nó cái khung cái chân của nó ra nè. Đó, em ráp vô thử cho anh em xem luôn nha. Đó, mình mở trước tiên là cái khung. Đó, rồi cái mình đặt cái mặt bàn lên. Đó, mình mở trước tiên là cái khung, cái tiếp theo nữa là mình đặt cái mặt bàn lên. Đó, chỉ việc đặt mặt bàn lên thôi. Đó, trong vòng một nốt nhạc là em đã có thể là em xếp xong cái bàn này rồi nha anh em. Đó, thấy không? Chỉ việc là trong vòng vài giây thôi là em đã làm xong cái bàn này rồi. Đó, cái bàn camping cắm trại dã ngoại anh em thấy nè, nó rất là tiện lợi nè. Đó, em cầm lên nè, và nó cũng chịu lực cũng khá là tốt anh em nha. Đó, chịu lực cũng khá là tốt luôn nè, rất là đẹp anh em ha. Rồi thì cái này á thì bây giờ em cũng đo sơ kích thước cho anh em mình luôn nha. Rồi, kích thước của cái mặt bàn này anh em ha, kích thước của mặt bàn, chiều dài của mặt bàn là 56 cm. Đó, chiều dài của mặt bàn là 56 cm anh em nha. Rồi, còn về chiều rộng của cái mặt bàn nè. Đó, chiều rộng của cái mặt bàn là khoảng 41 cm, 56 × 41 ha. Còn chiều cao của cái mặt bàn nó là khoảng là 41 cm luôn. Đó, thì nó rất là thích hợp cho mình ha, để mình để đồ, công cụ, dụng cụ, hoặc là đi cắm trại thì anh em có thể để một cái bếp nè. Đó, những cái đồ để thức ăn lên đây ha, rất là đẹp anh em ha. Tình trạng mới chưa qua sử dụng anh em, mới 100% chưa qua sử dụng luôn nha. Rồi thì cái bàn này thì bên em đang bán với giá là 490k nha anh em. Đó, cái giá rất là tốt cho anh em luôn, chỉ có 490k cái bàn như vậy thôi ha. Mình có thể mua để cắm trại dã ngoại, hoặc là mình hay ăn tiệc ở ngoài trời đó đó, nó thì mình có những cái bàn này, nó mình để ra nó rất là gọn gàng, mà khi mà xếp lại cũng khá là tiện lợi luôn. Chỉ việc là mở lên nè. Đó, em mở lên cho anh em ha. Đó là em xếp lại là xong rồi. Đó anh em thấy, nó về là xếp lại là xong cái mặt bàn. Đó, còn cái phần chân thì chỉ việc mở cái này ra thôi, trả về phía sau, bóp vô. Đó, anh em thấy không, trong vòng một nốt nhạc thôi mà đi kèm nó là nó có luôn cho mình cái túi nữa. Đó, đi kèm nó là nó có cho mình cái túi để mình đựng nữa thì quá là hay ha anh em. Rồi, giá chỉ có 490k thôi ha. Anh em nào quan tâm tới cái mẫu bàn xếp gọn này thì inbox cho em luôn nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây, nó em về cho anh em được là một cái luôn máy sấy tóc rất là xịn nha anh em. Đó, đây, đây là máy sấy tóc cực kỳ cao cấp ha, rất là xịn luôn nha anh em. Đó, cái này nó thiết kế y chang là của Dyson ha. Nó thì anh em, nếu như anh em mình biết cái thương hiệu Dyson rồi thì mình biết ha, nó rất là cao cấp. Những cái mẫu máy sấy tóc của Dyson phải từ 10 mấy triệu một cái không à, 14, 15 triệu một cái ha. Rồi thì cái này nó rất là hay anh em, những cái đầu của nó này anh em thấy không, để vô là nó hít nè. Đó anh em thấy không,
Nó khi mình đặt vô là nó sẽ tự động nó hít ha. Đó, nó hít rất là dễ, rất là tiện lợi ha. Còn cái công tắc thì anh em bật ở đây. Đó, rồi rất là ok luôn anh em. Đó, còn cái dây điện của nó nè, nó mình ghim được, xài được điện là điện 220V ha. Đó, rồi cái này á, thì anh em cứ xài cái nào thì mình cắm cái đầu đó vô thôi. Đó, cực kỳ xịn ha anh em. Đó, mình nhìn thiết kế nè là mình thấy rồi, rất là cao cấp luôn. Đó, nó có những cái đầu cho mình rất là nhiều cái đầu ha. Ví dụ chị em mà cần uốn tóc hay gì này nọ thì sấy ở những cái chỗ cong cong đó thì đây. Đó, còn đây là những cái đầu khe, có thể chỉnh góc độ tùy anh em ha. Tất cả những cái đầu này đều sử dụng 500, cho nên đưa vô là hết nè. Đó, rất là ngon lành luôn nha anh em. Đó, rất là ngon lành. Rồi, ok anh em ơi. Đó, cái máy sấy tóc này ha, thì bên em đang bán với giá là 650 nha anh em. 650k. Đó, máy sấy tóc Hàn Quốc 650k. Anh em mình quan tâm thì inbox giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây trong cái kiện hàng Nhật đợt này về, em về được cho anh em là mấy cái vòi xịt hơi anh em ha. Đó, hàng nội địa Nhật nha anh em, nó rất là xịn nha. Anh em mình nhìn như vậy thôi chứ độ bền rất cao. Rồi thì cái vòi xịt hơi này á, hàng nội địa Nhật này thì bên em đang bán với giá là 250 một cặp nha anh em. Đó, 250k một cặp nè. Đó, và ở đây á thì nó có kèm cho anh em luôn là cái đầu anh em ha. Đó, nó kèm luôn cho anh em mình cái đầu dặn vô thôi. Đó, rồi ok anh em nha, một cặp là 250k nha anh em. Rất là xịn nha. Nó mình mua cặp này mình để mình sử dụng máy nén khí, mình xịt hơi được rất là sạch sẽ nha. Rồi, ok anh em nào mình quan tâm tới cái cặp xịt hơi này thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về lại cho anh chị em mình được là một cái lô bao tay lau rửa xe. Đó, thì cái bao tay lau rửa xe này nè, anh em chỉ phải mình bỏ tay mình vô trong đây y như cái bao tay vậy đó. Đó, rồi mình có thể đi lau xung quanh xe ha, lau rửa, chà xà bông gì các thể loại ha. Cả hai mặt của nó đều có san hô nè anh em. Đó, mình có thể là lau rửa xe hoặc là vệ sinh nhà cửa, kính đồ hay là những cái nhà vệ sinh tường rồi hay các thể loại. Đó, mình cảm thấy mình lau được cái gì thì mình lau nha. Rồi thì cái này bên em đang bán với giá một cặp như vậy là 70k nha anh em. Một cặp là gồm hai cái anh em nha. Hai cái là 70k nha. Đó, giá cực kỳ tốt cho anh em mình luôn ha. Mùa mưa tới rồi anh em mua để rửa xe cũng rất là tiện lợi. Rồi tiếp theo nữa thì ở đây em lên tiếp cho anh em là một cái cây. Đây là cái cây lau rửa xe. Đó, đây là cái cây lau rửa xe anh em ha. Và cái cây này nó hình tròn. Cái đợt này nó về nó rất là tiện ở chỗ là nó hình tròn. Thì cái mặt nào mình cũng có thể lau được luôn. Và cái phần này mình có thể rút ra nè. Đó, đây nè em rút ra nè. Anh em thấy đó, em rút ra được như vậy. Thì khi mình rút ra được cái độ dài như vậy thì mình có thể lau được ở trên cao hơn. Cũng như những cái xe ô tô thì ở trên nóc xe thường là cái tay mình không có giới tới. Đó, thì mình sử dụng những cái cây này mình lau thì nó tiện lợi hơn rất là nhiều luôn nha anh em. Đó, cái cây này thì ha, mình có thể là rút ra nè, thu lại nè. Đó, thu lại hoặc rút ra được anh em thấy. Đó, rồi ok thì cái cây này thì bên em đang bán với giá là 80k nha anh em. Đó, cái cây lau rửa xe nói dài thì giá là 80k nha. Đó, anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, bây giờ tiếp theo thì ở đây em giới thiệu đến anh chị em là một cái con hút bụi anh em ha. Đây là một cái con hút bụi sử dụng điện mà cái này á, là nó dành để hút ở những cái thảm nè. Đó, ghế sofa nè, giường nè, giường ngủ nè ha. Chăn ra gối nệm nè. Đó, thì đây, sử dụng cái con này rất là tuyệt vời. Anh em thấy con này cũng khá là to nha. Cái phần đầu nó rất là to nha. Đó, đây là cái phần mặt dưới nè. Đó, ở đây á, là nó là... Rồi, con này thì sản xuất tại Hàn Quốc nha anh em. Ở đây nè, nó có một cho mình một cái phần rung. Khi anh em mở lên, khi anh em mở máy lên á, thì cái phần này nó sẽ rung. Nó sẽ rung với một cái cường độ rất là cao để cho khi mà để trên nệm đó. Thì đây, em mở thử cho anh em coi nè. Đó, nó rung nè. Đó, nó rung nè anh em thấy không? Đó, thì cái phần này nó rung á. Khi nó rung á là nó sẽ làm cho là cái những cái bụi á, nó đánh xuống trong cái sàn, nó làm cho những cái bụi rung chuyển thì nó hút lên rất là dễ anh em ha. Đó, thì đây cũng là cái công nghệ của cái máy này.
Đó, rồi cái này thì ghim vô điện là điện 220 anh em ha. Hàng của Hàn Quốc thì sử dụng điện 220. Chỉ cần em bấm nút này thôi. Ở đây thì nó thì em trải ba cái gạo ra trên sàn này luôn. Như đây là cái tấm thảm anh em ha. Thường những cái tấm thảm, những cái máy hút bụi bình thường nó rất là khó hút. Thì đây, đó em bật thử cho anh em coi luôn. Đó, khá là sạch sẽ ha. Đẩy qua lần nào là sạch lần đấy liền. Đó. Rồi, sạch trơn luôn. Không, rất là ok anh em ha. Ở đây hai này nó có cho mình cái bánh xe để mình đẩy đi, nó dễ đẩy nè. Đó, mình rất là dễ đẩy luôn nha anh em. Rồi trong cái lúc mà nó hoạt động thì cái phần này nó sẽ rung, nó rung, nó đánh lên trên cái sàn của mình, nó đánh với một cái cường độ mạnh thì nó làm cho những cái bụi á, những cái bụi mà nó nằm ở dưới những cái khe nó rung chuyển thì nó rất là dễ hút anh em ha. Rồi còn khi mở ra thì mình chỉ cần mình bóp cái này thôi. Mình mở là mình lấy cái này ra. Đó, khá là ok anh em ha. Đó, bụi bẩn thì nằm ở trong đây. Những cái bụi li ti nhỏ anh em cũng hút được luôn nha. Đó, thì cái máy này nó rất là hay ha. Đó, xài xong thì mình chỉ việc mình ghim lại thôi. Rồi, tình trạng thì mới chưa qua sử dụng luôn anh em ha. Đó, đây. Công suất của nó là 450W, điện là điện 220 cho tới 240 ha. Rồi, thì cái này bên em đang bán với giá là 950k nha anh em. Anh em nào quan tâm tới cái mẫu máy hút bụi mà hút bụi nệm, chăn ga, gối nệm hay sofa gì đó, thảm gì đó thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nhé. Đó, đi kèm nó là một cái cọng dây cũng khá là dài luôn nha. Rồi, ok anh em. Hôm nay em mới về được cho anh chị em mình một cái lô là cái này gọi là cái cà mên hết anh em. Cái này ở Việt Nam mình gọi là cái cà mên, kiểu như là để mình dở cơm ha. Còn này ở bên Nhật người ta cũng sử dụng để dở cơm nè. Ví dụ này là nó gồm là một cái cà mên to. Nó cái này là kiểu như nó giữ nhiệt nha anh em. Nó ở trong đây nó có những cái ngăn nhỏ nè cho anh em mình. Ví dụ một cái ngăn anh em đựng cơm, một ngăn anh em đựng canh, một ngăn anh em đựng thịt. Và cái này nó kèm cho mình là một cái đôi đũa nữa ha. Cái này là hàng nội địa Nhật rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái này em cũng mở ra cho anh em mình luôn. Đó, ở trong đây thì nó đi kèm nó có một cái túi rất là đẹp nha anh em. Mình nhìn nó đồ của nó là mình thấy chất lượng rồi nha. Đó, cái túi này anh em có thể xách đi nha. Đó, khá là ok. Rồi, còn cái này là ở bên trong. Ở bên trong khi anh em mở ra thì đầu tiên thì ở đây nó có cho mình một cái khay ha. Cái khay này là đựng đũa nha anh em. Rồi, ở trong đây nó có luôn cho mình một cái đôi đũa bằng inox nha. Đó, nó có cho mình một cái đôi đũa bằng inox luôn nè anh em. Đó, mới chưa qua sử dụng full hộp nha anh em yên tâm nha. Đó, rất là xịn sò ha. Đó, rồi đựng trong cái khay này. Đó, cái này thì mình mua để dành mình dỡ cơm nha. Dỡ cơm cho người nhà mình ha. Đó, khá là ok. Hoặc mình dỡ cơm theo để mình ăn đi làm rồi đó. Khá là ngon. Rồi, cái túi này anh em mình nhìn vô cái túi là mình cũng thấy chất lượng đó nha. Cái túi này á, ở ngoài thì bằng vải nhưng ở trong đây á, nó có một cái lớp cũng là lớp cách nhiệt luôn nha anh em. Cái lớp này như là giấy bạc vậy đó, nhưng nó không phải bằng giấy nha. Đó, khá là hay ha, có một cái ngăn nhỏ trong đây. Đó, mình thấy cái túi là đã thấy chất lượng rồi. Rồi, tiếp theo thì tới cái bình này. Rồi, cái bình này thì em mở sơ ra cho anh em luôn. Mở sơ ra cho anh em coi, ở đây thì nó cũng có cho mình một cái nút nè, nó nút bấm nè. Rồi thì mình mở ra, trong đây nó sẽ có cho mình một cái ngăn nè, hai cái ngăn nè và ba cái ngăn. Thì nó cũng như cái hình hồi nãy em cho anh em xem thôi. Đó, ở đây thì cái lồng của nó này, anh em thấy không, inox 304 ha, y như những cái bình giữ nhiệt luôn nha anh em. Đó, cái lồng rất là to nha. Cái này em nói anh em có thể mình đựng nước cũng được nữa, đựng nước nóng cũng được nữa. Đó, khá là ok nha. Rồi, tiếp theo những cái ngăn đây thì em cũng mở sơ cho anh em coi luôn nè. Đó, inox 304 rất là xịn ha, một cái ngăn. Cái ngăn này thì anh em có thể để cơm nha. Đó. Rồi, tiếp theo hai cái ngăn còn lại thì nó sẽ nhỏ hơn cái ngăn đó xíu nha anh em. Cái ngăn này thì anh em có thể là mình để canh nè, cá hộp nè, hay là những cái đồ ăn khác lặt vặt nha. Đó, nói chung là cái này là nó làm thiết kế rất là cao cấp, rất là xịn sò luôn nha anh em. Rồi, ok. Đó, cái này để chống có trầy thì em bỏ lại vô trong cái bọc cho anh em mình luôn. Rồi, thì cái này á là cái bộ cà men này ha. Bộ cà men giữ nhiệt này thì bên em đang bán với giá là 800k nha anh em.
800k nha, rất là xịn sò cho anh em mình luôn nha. Đó, tình trạng là chưa xài. Đó, đầy đủ những phụ kiện như em quay cho anh em luôn nha. Đầy đủ những phụ kiện là gồm là một cái bình lớn như vậy. Đó, một cái đôi đũa inox và một cái túi vải khá là đẹp. Rồi, ok, 800k nha anh em. Anh em nào quan tâm thì inbox cho em nha. Đó, 800k. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái bộ đục gỗ của Nhật anh em ha. Rồi, một cái bộ đục gỗ của Nhật nó gồm 2-4-6 cây anh em nha. Rồi, cái này là hàng nội địa Nhật ha, tình trạng là chưa có qua sử dụng nha anh em. Đó, tình trạng chưa qua sử dụng nhưng nó có cái cây thì nó hơi xét xét xíu thì vẫn ok ha. Bởi vì thường những cái bục gỗ anh em nhìn ha, nếu như người ta sử dụng rồi á thì những cái phần chân này nè là người ta gõ vô là anh em sẽ nhìn thấy là những cái dấu liền mà mình biết liền. Đó, với lại những cái đầu của nó nè ha, chưa có mài, chưa có gì hết anh em nha. Rồi, thì bộ đục gỗ của Nhật này là nó gồm là 2-4-6 cây nha anh em. Chiều dài của những 6 cây này thì nó bằng nhau. Rồi, chiều dài là 22cm anh em ha. Chiều dài là 22cm bằng nhau, và kích thước của nó thì cái cây nhỏ nhất của nó là 9 anh em nha. Đó, cây nhỏ nhất là 9, cây kế tiếp là 12 nè. Rồi, cây thứ 3 là 15 nè. Đó, và cây thứ 4 là 18. Cây thứ 5 là 24. Và cái cây lớn nhất của nó là 30 anh em nha. Đó, tình trạng là chưa có qua sử dụng. Rồi, bộ đục gỗ 6 cây như vậy thì bên em đang bán với giá là 700k nha. Bộ đục gỗ 6 cây thì bên em đang bán với giá là 700k, hàng nội địa Nhật, tình trạng là chưa có qua sử dụng nha. Anh em nào mình quan tâm tới bộ đục gỗ này thì cứ vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em mới về được cho anh chị em mình là một cái bộ combo khoan pin. À, giá cực kỳ tốt luôn cho anh chị em mình ha. Cái này là của thương hiệu là Nisio nha anh em. Đó, combo khoan pin của thương hiệu là Nisio. Rồi, thì cái combo này nó cũng khá là đầy đủ cho mình để anh em có thể sử dụng gia đình ha. Cái thứ nhất thì cái thân máy cũng tương đối nhỏ gọn nè. Đó, thân máy tương đối nhỏ gọn ha. Rồi, đi kèm nó trọn bộ của nó là gồm là cho anh em mình là 2 viên pin. Đó, và một sạc. Rồi, sạc này là sạc được điện AutoVol luôn nha anh em, từ 100 cho tới 220 luôn. Rồi, thì cái này chỉ việc anh em gài pin vô là xài thôi. Đó, có đảo chiều ha, đảo chiều radio nè, dưới đây cấp độ 1-2 nè. Rồi, ở đây có các cái cấp số trượt để dành cho anh em mà dặn máy bắn vít rồi ha. Đó, khá là ok ha. Với lại cái đầu kẹp của nó là đầu kẹp 10 ly nha anh em. Đó, nó kẹp tối đa mũi khoan được 10 ly nha. Đó, rất là hay luôn ha. Rồi, ở trên đây nó có cái cân thủy cho mình để trong quá trình mình khoan cho nó vô thẳng cũng khá là ok nha. Rồi, đi kèm nó thì nó có cho mình luôn những cái mũi vít thông dụng nè. Đó, hai cái đầu vít dẹp với vít ba ke nè. Và trong đây, trong cái bộ phụ kiện của nó thì nó có luôn. Nó có luôn cho mình mấy cái đầu vít anh em ha. Nó vít dẹp, vít ba ke và mấy cái mũi khoan nè. Đó, mấy cái mũi khoan sắt, khoan gỗ ha. Rồi, còn cái đầu này thì anh em có thể mở ốc được luôn nha. Rồi, đại khái nó cũng đầy đủ cho anh em mình sử dụng gia đình. Đó, với một cái máy khoan nhỏ gọn, cầm tay, tiện lợi ha. Đầy đủ các chức năng cho anh em mình để mình xài gia đình, mình dặn mở tháo ốc vít đồ. Các chi tiết ha, và quan trọng ở đây nó có cho mình một cái đầu này nữa. Đầu này là đầu nối anh em. Cái đầu nối dài như vậy nè, để em gặn cho anh em xem. Đó, cái đầu nối dài này á, là khi mà anh em có thể mở những con ốc trong cái kẹt. Ví dụ bình thường á, cái co nè, nó có một cái co nhỏ nè, anh em thấy không nè. Đó, nó có cái co nhỏ anh em dặn nó cũng được luôn nè. Đó, anh em thấy ha. Đó nè, trong những cái không gian chật hẹp á, mà anh em đưa cái đầu này vô, anh em uống nó đi hướng nào thì nó đi theo hướng đó để anh em có thể dặn ha. Đó, nói chung cái này cũng khá là hay. Rồi, thì cũng đầy đủ phụ kiện cho anh em mình ha. Rồi, trọn bộ gồm một máy, hai pin, một sạc thì bên em đang bán với giá là 600k. Rồi, cái này là của thương hiệu là Nisio nha anh em. Đó, Nisio, khá là xịn sò. Rồi, ok. Thì cái này anh em nào mình quan tâm thì vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại trên màn hình giùm em nha. 600k nha anh em. Đó rồi, ở đây thì em giới thiệu đến anh em là một cái mẫu đồng hồ treo tường để dành cho anh em decor ha. Tức là mình decor, mình trang trí ở trong nhà hoặc là ở trong những cái shop hay là những cái cửa hàng gì đó. Nó rất là đẹp luôn nha anh em.
Rồi thì cái mẫu đồng hồ này thì anh em mình nhìn vô là mình thấy đó ha. Cái kim của nó là kim trôi nha anh em, tức là cái kim trôi nó sẽ không có chạy, nó sẽ không có gây tiếng ồn nha. Và ở đây nó thiết kế rất là cổ điển nè anh em. Đó, nó thiết kế rất là cổ điển ha, nói nó nhìn nó cũ cũ nha, nhưng cái này là nó chưa qua sử dụng luôn anh em. Rất là đẹp ha, nó rất là dày nè, anh em mình nhìn vô là mình thấy ha. Thiết kế rất là dày dặn nha. Đó, nên nhìn nó sẽ rất là đẹp, rất là cứng cáp. Rồi thì cái này em sẽ đo sơ cái đường kính cho anh em luôn nha. Rồi đường kính của nó là khoảng 30-31cm nha anh em. Đường kính khoảng là 31cm nha. Đó, tương đối rất là to ha. Em đặt bàn tay em vô nè. Đó, anh em thấy ha, tương đối rất là to, 31cm ha. Rồi ở phía sau của nó ha, anh em thấy cái máy ha, hoạt động rất là ok nha. Rồi sử dụng pin tiểu luôn. Rồi thì cái mẫu đồng hồ này ha, đồng hồ treo tường này thì bên em đang bán với giá là 245k nha anh em. Đó, anh em nhìn thấy rất đẹp ha, 245k một cái đồng hồ treo tường như vậy. Đó, thiết kế cổ điển nha anh em. Rồi, ok anh em, 245k, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em cái cần tiếp ha. Đây là cái cần tiếp cần lực của Astro Rodup nè. Đó, Astro Rodup này là cái thương hiệu là của Nhật nha anh em. Thương hiệu bu lông ốc đồ của Nhật nè. Cái này thương hiệu rất là xịn sò nha anh em. Rồi, thì mình cứ mình dặn, ví dụ như con ốc bao nhiêu Newton thì mình cứ dặn theo cái này. Nó cái thông số này là mình mở ra thôi. Rồi thì cái này á là nó đầu thông dụng 1/2 anh em. Trên đây nó có đảo chiều luôn nha. Nó thì như em nói ha, em quay thì em đều nói với anh em rất là rõ nha. Cái hàng nội địa Nhật thì thường á, khi anh em muốn kiểm tra là cái đồ sử dụng nhiều hay không thì mình coi cái mũi. Cái khoang thì mình cũng coi cái mũi, và cái này mình cũng coi cái đầu này nè. Ví dụ như cái đầu em, theo em đánh giá thì cái này là người ta xài lướt thôi. Đó, xài lướt một vài lần thôi, nó không nhiều. Mình nhìn cái đầu này mình biết, bởi vì khi người ta xài nhiều thì đầu này nó bị trầy rất là nhiều nha. Còn khi mà cái hàng nội địa Nhật mà mình nhập về anh em, nó không có cái hộp thì nó để ở ngoài, nó cả qua cả lại thì cái phần này nó trầy là bình thường nha. Đó, chứ không phải nó như, nhưng mà cái này thì em đánh giá nó còn rất là đẹp nha. Rồi cái cây này thì bên em đang bán với giá là 750 nha anh em, 750k. Rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái mẫu máy thổi lá sử dụng điện hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó. Rồi, ok anh em, thì cái mẫu máy thổi lá này là nó sử dụng điện 100V ha, công suất là 400W. Rồi, đi kèm nó là gọn gàng như vậy, anh em ghim vô điện là mình xài thôi, nhưng anh em lưu ý là điện của Nhật là điện 100V nha. Nó gồm cho mình hai cái phụ kiện là một cái ống này để anh em thổi nè, còn nếu như anh em mà mình muốn hút á, mình muốn hút bụi á thì tại cái máy này nó đa năng luôn, mình mở cái này ra, mình đưa cái này về đây. Đó, cái đầu này. Rồi mình cắm cái ống vô trong đây. Đó, thì nó sẽ hút bụi. Nó hút bằng cái đầu ngang ở dưới đây, và nó đựng bụi ở trong đây. Nó khá là tiện lợi cho anh em mình luôn nha. Rồi thì cái mẫu máy này là máy hút thổi bụi đa năng. Đó, vừa hút và vừa thổi luôn. Rồi thì cái mẫu này thì bên em đang bán với giá chỉ có 320k thôi. Tình trạng là hầu như chưa qua sử dụng luôn anh em. Hàng nội địa Nhật chưa qua sử dụng luôn ha. Rồi, ok anh em, 320k, điện 100V, anh em nào quan tâm thì inbox giúp em nha. Rồi, ở đây thì em lên tiếp cho anh em là mấy cái đầu khò ga anh em ha. Nó đầu khò ga, có đánh lửa tự động luôn nè anh em. Đó, nó có đánh lửa tự động luôn ha. Anh em chỉ việc là mình gắn vô bình ga mình xài thôi. Còn ở phía sau là anh em chỉnh ga nè, nó lượng ga lớn nhỏ anh em ha. Rồi, thì cái lô này nó rất là xịn sò cho anh em mình nha. Nó cái lô này thì giá của nó chỉ có 60k một cái thôi. Đó, hàng nội địa Nhật mà giá có 60k thôi nghe anh em. Rồi, ok anh em nào mình quan tâm thì inbox giúp em ha. Nó đầu khò ga nội địa Nhật giá 60k nha anh em. Dạ rồi, ở đây em lên tiếp cho anh em là một cái máy hàng gia đình nha. Đó, máy hàng sử dụng gia đình cầm tay, nó gọn gàng, có dây đeo đàng hoàng luôn cho anh em nha. Cái máy này tương đối nhẹ nha anh em, đi kèm nó đầy đủ các phụ kiện như là dây điện, thí dụ cái đè điện 220 nha. Đó, đây là máy hàng Sasuke điện 220. Đó, nó sử dụng thí dụ như anh em kẹp que thông dụng là 3 ly trở xuống là ngon lành luôn nha. Rồi đi kèm nó có là dây kẹp que, dây kẹp mát nè. Nó cái mặt nạ hàng nhẹ nè. Rồi, với lại dây kẹp que, kẹp mát cũng như là dây đeo nè. Nó đầy đủ phụ kiện cho anh em mình luôn nha. Những anh em mà không biết gì về hàng cũng vẫn xài được luôn nha. Về chỉ cần cắm dây vô đây, phía sau nó có công tắc on off nè. Đó, mình mở công tắc lên rồi mình kẹp cái que vô. Còn ở đây á, là mình chỉnh lửa. Đó, mình chỉnh thí dụ như là mình hàng mà nó chảy nhiều quá, nó bị lủng lỗ á, thì mình giảm cái lửa lại.
để khi nào mà nó hàng vừa cháy được cái que, vừa cháy được cái que và cái miếng kim loại của mình không bị lủng nữa là ok. Đó thì cái máy hàng này ai cũng xài được hết á, sử dụng gia đình là ngon lành nha. Hoặc anh em làm thầy thợ mà leo trèo á trên cao sử dụng cái máy này cực kỳ tuyệt vời luôn, độ bền rất cao nha anh em. Cái máy này em xài 4 năm rồi ha, em xài là khoảng gần 4 năm rồi mà vẫn còn rất là ngon nha, cho nên em nói là anh em sử dụng rất là tuyệt vời. Rồi thì cái máy hàng này giá của nó là 1.250.000 nha anh em. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là cái giá đỡ điện thoại nha anh em. Đây là cái giá đỡ điện thoại rất là xịn sò ha. Cái này nó làm bằng kim loại luôn nha. Cái này thì nó là của thương hiệu là Kamisu nha anh em. Đó, Kamisu rất là xịn sò ha. Nó làm bằng kim loại cho nên là nó rất là xịn anh em á. Nè, khi mình để cái điện thoại lên đây ha, anh em có thể xây nè. Đó, nó có thể xây được nè. Rồi, xếp gọn thì quá là tuyệt vời. Rồi, còn xài thì mở ra. Rồi, anh em xài cái độ như thế nào thì anh em điều chỉnh ha. Cái độ nghiêng của cái điện thoại đó. Rồi, khá là ok nha anh em. Rồi, thì cái này á, thì bên em đang bán với giá là 170k nha anh em. Điện thoại hoặc là máy tính bảng đều là anh em xài được hết nha. Rồi, cái này thì 170k, tình trạng là chưa qua sử dụng nha. Anh em mình quan tâm thì mình inbox giùm em. Dạ rồi, tiếp theo thì em lên cho anh em là một cái cây thước nha. Đó, đây là cái cây thước. Đó, thước lá nha. Thước lá độ dày của nó là 45cm ha. Nó đo được hai thông số. Một là cái cm nè, anh em thấy không? Còn hai là in nè. In này là để châu Âu hay đo in. Còn ở châu Á mình thì đo cm. Rồi, cái này là của thương hiệu là Niigata, Nhật Bản anh em. Đó, đây. Made in Japan luôn. Đó, và cái này là thép không rỉ và nó là có số hai mặt luôn anh em. Cho nên mặt nào mình sử dụng cũng được. Anh em mua một cái cây thước này anh em chỉ có làm mất thôi chứ không bao giờ hư nha. Đó, cây thước này là anh em xài cả đời cũng không hư nha, chỉ có làm mất thôi. Đó, nó rất là xịn sò ha. Rồi thì cái cây thước này bên em đang bán với giá là 80k một cây nha anh em. Đó, độ dài tối đa là 45cm ha. Đó, hơn hai gang tay của mình nha. Hai gang của mình là có 40 thôi, cái này thì là 45. Rồi, ok, anh em nào quan tâm tới mẫu thước này thì inbox hoặc nhắn tin cho em nha. Dạ rồi, ở đây thì em lên cho anh em là một cái máy dặn vít của Boss anh em ha. Đây là cái máy dặn vít của Boss, máy dặn vít cầm tay của Boss rất là nhỏ gọn luôn nè. Đó thì anh em mà mình sửa chữa điện tử, máy móc hoặc làm những cái tốp lô điện, những cái loại mà ốc vít nhỏ rồi ha. Rồi thì mình sử dụng cái máy này cực kỳ ngon nha anh em. Rồi cái này là hàng chính hãng của Boss anh em ha. Đó, Boss Germany nha. Rồi thì cái này á, là nó rất là dễ dàng, anh em cầm vô thấy như một cái mũi vít dặn cầm tay thôi. Nó rất là đơn giản ha, chỉ việc là anh em muốn nè, ve lui là dặn ra, còn này là dặn vô, còn bấm công tắc là nó chạy thôi. Đó, ok anh em ha. Rồi, nó dặn rất là khỏe cho mình luôn nha. Rồi, thì cái này á, là đi kèm nó, nhà sản xuất cho mình hai cái mũi vít nè. Đó, một mũi BH1, một mũi BH2. Nhưng riêng khi anh em mua bên em thì bên em sẽ tặng kèm cho anh em thêm hai mũi luôn. Đó, cái này là cũng là mũi vít Boss chính hãng luôn nha anh em. Đó, rất xịn nha. Rồi, thì thật ra là khi sử dụng những cái máy này thì anh em sử dụng những cái mũi vít này thì không bao giờ hư được đâu. Rồi, thì cái này nó còn một cái nó cũng khá là hay là khi anh em không cần bấm luôn, nhưng khi anh em đè vô nó cũng sẽ chạy anh em hết nè. Em đè vô, nó nè, ví dụ như là mình đè vô, nó thấy không? Tự động đè vô thôi là nó chạy rồi, kiểu như cái con ốc mình nhấn vô là nó tự động nó xả ra và nó siết vô theo cái ý muốn của mình điều chỉnh ở đây. Rồi, ok, và cái này á, thì tình trạng nó là chưa qua sử dụng anh em ha. Nó Boss chính hãng bảo hành 6 tháng nha anh em. Rồi, ok cho anh em, nó có kèm cho mình là một cái hộp như vậy. Cái hộp này nó cũng khá là hay anh em ha. Ở mặt trên anh em có thể đựng mũi nè. Ở mặt dưới này mình có thể mình bỏ thêm một số cái phụ kiện, những cái đồ lặt vặt linh tinh ở dưới đây luôn. Và đi kèm nó có cho mình luôn là cái cáp sạc nha anh em. Đó, thì cái máy dẫn vít này mình xài hết pin rồi mình sạc thôi. Rồi, thì cái này nó sẽ rất là phù hợp cho anh em mà mình hay dẫn vít rất là nhiều, mà những cái con vít con ốc nhỏ rồi đó, thì sử dụng cái này rất là tuyệt vời nha anh em. Rồi, ok anh em ơi. Rồi, cái máy dẫn vít của Boss này thì bên em đang bán với giá là 950k nha anh em. 950k một cái máy dẫn vít của Boss. Nó chỉ riêng bên em, khi anh em mua thì bên em sẽ tặng cho anh em thêm là hai mũi vít Boss ha, chính hãng của 7 luôn. Rồi, ok, anh em nào quan tâm thì inbox cho em nha. Dạ rồi, tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái cân sức khỏe nha anh em. Đây là cái cân sức khỏe ha. Cái này là cái cân thông minh nha anh em.
khi mà anh em mua cái cân này về, nếu như anh em chỉ cân đơn giản thì là mình chỉ việc mình bỏ pin vô đây rồi mình cân cái trọng lượng cơ thể thôi. Nhưng nếu như anh em mà mình cân chuyên sâu hơn á, thì mình tải cái app về, cái app của cái cân này về, rồi mình kết nối Bluetooth với điện thoại, thì khi anh em cân á, khi mà mình cân á, thì nó sẽ có một cái dòng điện rất là nhỏ, nó phát ra và nó tính được là cái tỷ lệ mỡ ha, cái tỷ lệ mỡ nè, mỡ nội tạng nè, tỷ lệ cơ nè, đó, rồi cũng như là cái độ tuổi của anh em luôn đó, nó sẽ tính được như vậy, nó thông báo qua cái app điện thoại cho anh em để anh em có thể quản lý được ha, quản lý được là cái sức khỏe của cơ thể mình. Ví dụ nếu như mình mập quá hay này nọ thì mình có thể kiêng lại, hoặc anh em bớm thì mình có thể ăn bổ sung thêm. Hoặc là những anh em mà mình tập gym ha, mình tập thể thao đồ thì mình cũng cần có một cái cân như vậy để mà nó quản lý sức khỏe của mình. Rồi thì cái cân này á, là nó cũng rất là thông minh. Rồi này em đo sơ cái đường kính của nó cho anh em mình luôn nha. Cái này á, là chiều ngang của nó là 26cm nha. Rồi chiều dài cũng 26 luôn. Cái này là hình vuông nha anh em. Pin thì sử dụng pin tiểu ha, anh em chỉ việc lắp vô thôi. Và anh em lưu ý cái cân này nó rất là mỏng, cho nên khi mình đặt xuống á, mình đặt xuống nền á, thì nó phải ở trên bề mặt phẳng anh em. Chứ nếu như anh em đặt có cái gì nó đội đội lên ở phần giữa này thì nó cũng sẽ không chính xác. Rồi thì cái cân này thì bên em đang bán với giá là 400k nha anh em. Nó cân sức khỏe thông minh 400k nha. À rồi tiếp theo thì ở đây em lên cho anh em là một cái giá đỡ điện thoại anh em nha. Đó, để dành cho những anh chị em mà mình hay lướt TikTok đồ, coi phim đồ ha, hoặc là mua cho những con em mình để nó học online rồi đó. Đó thì khá là hay nha. Và cái này nó có thể xoay anh em ha, xoay rất là gọn gàng nha. Cái này là của thương hiệu là Kametsu Japan nha. Rồi em cũng để thử lên cho anh em ha. Cái này thì anh em có thể điều chỉnh được góc độ nha. Nó xoay các thể loại ha. Đó, cái này là nó làm bằng kim loại nha anh em, rất là chắc chắn ha. Thì mình có thể để đứng cái điện thoại lên nè. Đó, hoặc là mình có thể mình để nằm nè. Rồi, nó cũng khá là ok. Hoặc những cái điện thoại to hơn cũng được. Cái này em đang là iPhone 14 nha anh em. Đó, rất là ok. Rồi, tình trạng chưa qua sử dụng, xài xong thì mình ghép lại thôi. Rất là gọn gàng, có thể bỏ trên cặp hay là đâu cũng mang đi được nha anh em. Đó, rất là xịn sò nha. Rồi, giá của nó là 170k nha anh em. Đó, 170k nha. Anh em nào quan tâm thì anh bóc giúp em luôn.